Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 89. Thì ra, đây hết thảy đều là các người bày mưu kế a. Trên cái thế giới này không chỉ có riêng chỉ có người cửu vĩ biết ngụy trang, người khác cũng sẽ, giống như Công Đằng Lương giới người như vậy, đối với ngụy trang khẳng định cũng là rất có nghiên cứu. Ở Công Đằng Lương giới dưới sự trợ giúp, thành công làm cho Giang Sách ngụy trang thành rồi bác sĩ. Càng là thành công đã lừa gạt Liễu cửu vĩ mắt. Nếu như không có Công Đằng Lương giới, muốn bắt lại cửu vĩ thật vẫn có chút khó khăn. Kỳ thực kế sách này khó khăn nhất địa phương chính là ở chỗ như thế nào đã lừa gạt cửu vĩ, phải biết rằng cửu vĩ nhưng là ngụy trang cao thủ, muốn lợi dụng ngụy trang lừa gạt qua hắn, độ khó có thể tưởng tượng được. Vì có thể đạt tới cái này một mực, Giang Sách cùng lúc tìm tới rất nhiều người chế tạo ra hỗn loạn tràng diệt, về phương diện khác vẫn còn ở trong không khí gia nhập dược vật đặc biệt, để cho người ta thị giác, khứu giác đều có chỗ rơi chậm lại. Dưới tình huống như vậy, cuối cùng mới là đã lừa gạt Liễu cửu vĩ. Hơn nữa, cái kia bóng cao su mặt trên còn cài đặt máy xác định vị trí, cho nên, mặc kệ cửu vĩ làm sao ngụy trang chính mình, chỉ cần hắn còn mang theo cái kia bóng cao su, liền nhất định sẽ bại lộ thân phận. Toàn bộ quá trình có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Cái này, chính là Công Đằng Lương giới vì bắt cửu vĩ mà định ra xuống sách lược. Nếu đều đã bị khám phá, đó cũng không có lại dưới ngụy trang đi cần phải, cửu vĩ hất tay một cái, cả người thì trở nên, từ một cái bà bầu biến thành một người vóc dáng khôi ngô nam tử. Cũng không biết hắn chân thân là hình dáng gì, nam tử này nhìn qua cũng không giống là cửu vĩ tướng mạo sẵn có. Lại là ngụy trang a. Cửu vĩ nói rằng, Công Đằng Lương giới, xem ra ngươi đối với ta rất có nghiên cứu a, lại có thể nghĩ ra tận tuyệt như vậy thủ đoạn đi đối phó ta. Công Đằng Lương giới lạnh lùng nói rằng, đây là đương nhiên, các ngươi y hạ đồ sát chúng ta giáp hạ toàn tộc, ta thế tất yếu đem bọn ngươi từng cái chém giết. Vì đạt tới cái này một mực, ngươi cho là ta biết một chút chuẩn bị cũng không làm sao. Lúc đầu muốn Công Đằng Lương giới một người để hoàn thành việc này, đó là tương đương khó khăn. Cũng may hắn gặp Giang Sách. Hắn trợ giúp Giang Sách bảo mệnh, Giang Sách trợ giúp hắn báo thù. Hai người nhưng thật ra phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thậm chí cũng không cần nhiều lắm ngôn ngữ, một ánh mắt là có thể minh bạch lẫn nhau muốn làm cái gì. Loại này tâm linh tương thông cảm giác thực sự rất tuyệt. Cửu vĩ nhìn bọn họ liếc mắt, hỏi, vậy các ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao đối phó ta? Bắn loạn bắn phá. Giang Sách gật đầu, tốt, vậy thỏa mãn ngươi. Hắn vung tay lên, hết thảy cảnh sát khẩu súng thương, nhắm ngay Liễu cửu vĩ. Sợ đến cửu vĩ đều nhanh muốn tiểu, nhanh lên lui về sau một bước. Uy uy uy, ta chính là nói một chút mà thôi, hà tất cho là thật. Dừng một chút, hắn nói tiếp, Công Đằng Lương giới, người đều từ Nhật Bản đuổi tới nơi này, chẳng lẽ không muốn chính mình tự tay báo thù sao? Mẫu thân của ngươi nhưng là chết ở dưới đao của ta a. Lời này chính là đang cố ý thêu dệt chuyện. Rõ ràng như thế phép khích tướng người nào không nhìn ra. Nhưng đã nhìn ra, hay là muốn trên. Công Đằng Lương giới nói rằng, Giang Sách, để cho ta tự tay chấm dứt hắn a. Mẫu thân thù, nhất định phải tự tay báo lại. Giang Sách thỏa mãn thỉnh cầu của hắn, vung tay lên, đã có người qua đây đem cửa sắt mở ra, sau đó Công Đằng Lương giới chậm rãi bước đi vào. Cửu vĩ, ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Ha ha, người đó chết còn chưa nhất định rồi. Cửu vĩ bày ra một bộ công kích tư thế. Kỳ thực, dưới tình huống bình thường, cửu vĩ căn bản cũng không có thể là Công Đằng Lương giới đối thủ. Phải biết rằng, Công Đằng Lương giới đó là ninja giới trăm năm thiên tài khó gặp, rất cường đại. Công Đằng Lương giới rút đao thuật càng là đến rồi mức lô hỏa thuần thanh. Luận ngụy trang, Công Đằng Lương giới là không sánh bằng cửu vĩ, nhưng nếu như là so với sức chiến đấu, 10 cái cửu vĩ cũng không chống đỡ được một cái Công Đằng Lương giới. Cái này căn bản là một hồi không huyền niệm chút nào chiến đấu. Hô! Công Đằng Lương giới trầm xuống thắt lưng đi, tay nắm cửa đặt ở đao đem trên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Rút đao thuật, chỉ cần trong nháy mắt là có thể giải quyết chiến đấu. Vừa lúc đó, cửu vĩ dĩ nhiên sử dụng ra trồn chỉ có dùng chiêu số thả số thí. Hắn không phải hồ ly sao? Chả thế nào dùng tới cây hồng bì chết chiêu số. Cái này một cái dám có thể không phải được, kinh thiên động địa, số khí huân thiên,
cả phòng đều bị màu vàng đậm vũ khí cho bao phủ ra, nghe thấy một ngụm cũng làm cho người chán ghét muốn thổ. Mọi người nhao nhao lui lại. Giang Sách cũng là hồi thứ nhất đụng với đối thủ như vậy, nói thật ra, trước đây chưa từng có thấy qua công kích như vậy thủ đoạn, thực sự là đem người chán ghét quá. Vừa lúc đó, một thanh âm từ bên trong phòng đi ra. Công Đằng Lương Giới. Hắn từ từ đi tới mọi người trước mặt, nhẹ nhàng đem đao cắm vào trong vỏ đao, chút tài mọn, không đáng giá nhắc tới. Thắng được, vẫn là Công Đằng Lương Giới. Cái này xú thí chiến thuật tuy là kẻ đáng ghét, thế nhưng lực công kích thực sự là có hạn, Công Đằng Lương Giới trong nháy mắt liền thi triển ra rút đao thuật, trong nháy mắt liền đem Cửu Vĩ giải quyết rớt. Đây chính là thực lực chênh lệch, không thể không phục. Nói xong, Công Đằng Lương Giới yên lặng ly khai hiện trường. Còn không chờ hắn đi ra hai bước, sau lưng Giang Sách liền lên tiếng, người định đi nơi đâu a, Cửu Vĩ. Ân, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cửu Vĩ không phải đã chết rồi sao? Làm sao Giang Sách còn nhắc tới Liễu Cửu Vĩ? Công Đằng Lương Giới nhướng mày, làm sao, hắn còn chưa có chết. Giang Sách nở nụ cười, Cửu Vĩ, ngươi thuật ngụy trang thực sự rất mạnh, ngụy trang thành Công Đằng Lương Giới, thực sự với hắn bản thân giống nhau như đúc, không hề kẽ hở. Cái gì? Trước mắt cái này Công Đằng Lương Giới cũng là Cửu Vĩ ngụy trang. Mọi người ở đây cảm thấy bất khả tư nghị thời điểm, Công Đằng Lương Giới nhanh chóng rút đao ra hướng phía Giang Sách thải qua, sau đó cả người bắt đầu rút lui, hướng phía cửa phương hướng chạy tới. Hắn chính là Cửu Vĩ ngụy trang. Vừa mới cái kia xú thí chiến thuật cũng không phải là vì đánh chết đối thủ, mà là có thể trong nháy mắt đem bên người Công Đằng Lương Giới cho té xỉu, sau đó hắn lại ngụy trang thành Công Đằng Lương Giới dáng dấp, nghênh ngang ly khai. Không thể không nói. Có thể ở sinh mệnh chịu đến nghiêm trọng uy hiếp thời điểm nghĩ ra biện pháp như thế, Cửu Vĩ đầu óc đã rất dễ sử dụng rồi. Hắn cũng quả thực làm xong rồi. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, tuy vậy, còn vẫn là chạy không khỏi Giang Sách mắt. Đến cùng Giang Sách là thế nào nhìn ra được? Không đợi Cửu Vĩ suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đang ở hắn vừa mới chạy đến cửa thời điểm, một cái với hắn bây giờ dáng dấp lớn lên giống nhau như lúc nam tử xuất hiện. Công Đằng Lương Giới. Chân chính Công Đằng Lương Giới. Cửu Vĩ trợn tròn mắt, không phải, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở cửa. Vừa mới Công Đằng Lương Giới không phải ở phòng bệnh bị chính mình cho mê hôn mê sao? Tại sao phải đột nhiên lại xuất hiện ở cửa bệnh viện, chắn trước mặt của mình? Cửu Vĩ là triệt để hồ đồ, từ trước đến nay chỉ có hắn đem người khác cho tỏ ra xoay quanh, hôm nay là lần đầu tiên hắn bị người khác cho tỏ ra xoay quanh. Ngẫm lại đã cảm thấy sức sống a. Công Đằng Lương Giới tay cầm chuôi đao, nói rằng, bởi vì đây là ta trước giờ cho ngươi bố trí bẫy dập a. Sẽ chờ ngươi tự chui đầu vào lưới rồi, xú hổ ly. Nói chuyện võ thuật, giơ tay chém xuống, Cửu Vĩ mệnh tang tại chỗ. Rút đao thuật, lần nữa bày ra. Cửu Vĩ đến chết cũng không có minh bạch là thế nào chuyện gì xảy ra, mình rốt cuộc là thua ở tại điểm nào nhất. Kỳ thực. Hắn thua rất đơn giản, cái kia trong phòng bệnh bị mê choáng váng Công Đằng Lương Giới là người khác giả trang, cố ý dụ dỗ Cửu Vĩ thi triển ra hắn xú thí chiến thuật. Vì đối phó y hạ những người này, Công Đằng Lương Giới đã sớm đem mỗi một người bọn hắn năng lực đều mò nhất thanh nhị sở, biết bọn họ cẩu cấp khiêu tường thời điểm biết làm như thế nào. Cho nên, ngay từ đầu liền làm trước giờ chuẩn bị. Làm cho một cái giả Công Đằng Lương Giới đi theo Cửu Vĩ chiến đấu. Chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Đến khi Cửu Vĩ lơ là bất cẩn chính là đến tiếp sau, thực sự Công Đằng Lương Giới tái xuất hiện ở trước mặt hắn, một đao bị mất mạng. Nhanh, chuẩn, ngoan. Có thể nói, lúc này đây Công Đằng Lương Giới toàn bộ kế hoạch thi hành phi thường thuận lợi, ngay từ đầu các loại lo lắng, ở Cửu Vĩ bỏ mạng một khắc kia, cũng rốt cục không tồn tại nữa. Giang Sách đã đi tới, nhìn nằm trên đất Cửu Vĩ thi thể, nói rằng, cho nên, mặt mũi thực của hắn rốt cuộc là tình hình gì? Công Đằng Lương Giới đi tới dùng đao đẩy ra Liễu Cửu Vĩ giả ra, lộ ra tướng mạo sẵn có. Là một người dáng dấp non nớt thiếu niên. Xem dáng dấp, cũng liền 16-17 tuổi dáng vẻ, chứng kiến Cửu Vĩ đích thực diện mục sau đó, Giang Sách cùng Công Đằng Lương Giới tâm đều có một điểm không dễ chịu. Tuổi còn trẻ, thì có kết quả như thế này, cũng là thảm. Bỗng nhiên,
Giang Sách nhớ tới một việc, hỏi, đôi cá đâu? Phía trước đôi ngư là cửu vĩ giả trang, vậy chân chính đôi ngư đi nơi nào? Công Đằng Lương Giới lúng túng tằng hắng một cái, nói rằng, hắn đang ở bệnh viện phòng giữ xác bên trong ngủ, ta sợ hắn đông lạnh lấy, trả lại cho hắn đắp một tầng chăn bông. Nghe xong lời này, Giang Sách cười khổ không thôi, lập tức sai người đi đem đôi ngư từ phòng giữ xác bên trong lấy ra. Sau khi đi ra, đôi ngư xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, chưa từng khuôn mặt gặp người. Ngày hôm nay cái kế hoạch này mỗi người đều thi hành phi thường tốt, chỉ có một mình hắn không biết từ lúc nào bị cửu vĩ cho mê hôn mê, ném ở phòng giữ xác bên trong ngủ ngon. Nếu như không phải Công Đằng Lương Giới phát hiện, lúc này ước đoán đều chết rét a. Đôi ngư trừng mắt một cái Công Đằng Lương Giới, hỏi, người đều phát hiện ta, vì sao không rất sớm đem ta đánh thức? Công Đằng Lương Giới nở nụ cười, đem người đánh thức không phải liền có hai cái đôi cá sao? Cửu vĩ không phải lập tức bại lộ sao? Như vậy chỉ biết đả thảo kinh xà, hắn trực tiếp chuồn mất. Cho nên để tương kế tự kế, bất đắc dĩ để cho ngươi ngủ nhiều rồi biết. Ngủ thêm một hồi. Phòng giữ xác cái loại địa phương kia là có thể ngủ sao? Đôi ngư nặng nề hắt hơi một cái này đoán chừng là ngủ đông lạnh gặp, ngủ bị cảm. Giang Sách vừa cười vừa nói, trọng yếu như vậy kế hoạch, ngươi lại bị cửu vĩ ung dung mê ngất, là nên chịu đến một điểm trừng phạt. Sau đó hắn chỉ trên mặt đất cửu vĩ thi thể, nói rằng, cùng xử lý thạch điền giống nhau, đem cửu vĩ đầu chém xuống, bỏ vào trong hộp gấm, đưa đi núi Bổn Nhất Hùng hảo hảo thưởng thức. Là, lập tức có thủ hạ qua đây dựa theo Giang Sách nói đi làm. Giang Sách, đôi ngư, Công Đằng Lương Giới ba người yên lặng ly khai hiện trường, về tới quán rượu nghỉ ngơi gian. Công Đằng Lương Giới xoa xoa trên đao vết máu, nói rằng, ngay cả cửu vĩ đều bị chém giết lời nói, na y hạ có thể người xuất động cũng chỉ còn lại có hai cái. Một cái núi Bổn Nhất Hùng, một người là Thiên Cẩu. Hắn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, từ tốn nói, hai người kia cũng đều không phải dễ đối phó. Bất quá, ta cũng thực sự muốn biết, núi Bổn Nhất Hùng có thể hay không vì chấp hành hoàn thành kế hoạch lần này mà phát động Thiên Cẩu. Ban đêm, cạnh biển biệt thự. Sơn Bản Nhất Hùng ngồi ở phòng khách trên ghế salon, trước mặt trên bàn trà để một cái mới hộp gấm, trong hộp chứa là một viên mới tinh đầu người cửu vĩ đầu người. Cái này Sơn Bản Nhất Hùng là thật ngồi không yên. Tay hắn đang run rẩy, không phải sợ, là phẫn nộ. Vì cái này một đơn sinh ý, liên tục hao binh tổn tướng, ngay cả có thể dựa nhất cửu vĩ đều mất đi, tổn thất này thật có chút ăn không tiêu, nhất làm hắn tức giận là... Tổn thất nhiều như vậy tinh binh cường tướng không nói, nhiệm vụ đến cùng vẫn là không có hoàn thành. Làm không công. Nếu như bây giờ đi trở về, hắn một phân tiền không chiếm được, còn trắng mất không rồi hơn thủ hạ. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy thua thiệt. Y hạ ninja trong, ngoại trừ Sơn Bản Nhất Hùng ở ngoài, cường đại nhất chính là 5 tên người có khả năng. Hiện tại 5 tên trong chết 4 gã, cửu vĩ, thạch điền, hải quy, rắn nước đều bị chém đầu người. Cái này là Giang Sách đến cuối cùng người nào, thực lực mạnh có chút quá đáng a. Phải biết rằng, coi như là cùng Giáp Hạ Nhất Phái sống mái với nhau, hắn cũng không có tổn thất qua nhiều như vậy người có khả năng. Sơn Bản Nhất Hùng không rõ, Giang Sách một cái đối với nhẫn thuật không biết chút nào nhân, là như thế nào phá giải cửu vĩ nhẫn thuật của bọn hắn. Đặc biệt cửu vĩ, đó là mỗi lần nhiệm vụ đều nhất định sẽ hoàn thành viên mãn, lúc này đây cư nhiên cũng tài liệu. Cái này Giang Sách thực lực mạnh, có thể tưởng tượng được. Giang Sách, người rốt cuộc quái vật gì? Chuyện cho tới bây giờ, Sơn Bản Nhất Hùng mới ý thức tới cái này 500 triệu không có chút nào dễ dàng đến. 500 triệu giết một người, nghe rất dễ dàng đạt được tiền, thực sự thiết lập tới mới phát hiện như vậy trắc trở. Hô! Sơn Bản Nhất Hùng hít thở sâu một hơi, âm thầm nghĩ tới tiếp theo nên làm gì? Ngay cả cửu vĩ đều thất bại. Sao đủ giết Giang Sách cũng chỉ có. Sơn Bản Nhất Hùng muốn đích thân xuất thủ sao? Không được. Hắn bây giờ đối với Giang Sách lý giải rất ít, tùy tiện xuất thủ, rất có thể biết bước cửu vĩ dập khuôn theo. Trừ mình ra, cũng chỉ có người nam nhân kia so với cửu vĩ còn mạnh hơn rồi. Càng sâu tới, người đàn ông kia thực lực còn có thể ở Sơn Bản Nhất Hùng trên, đó chính là ngũ đại kiền tương trong mạnh nhất một người Thiên Cẩu. Chỉ là Sơn Bản Nhất Hùng cũng không phải là quá nguyện ý xuất động Thiên Cẩu.
Bởi vì hắn cùng Thiên Cẩu trong lúc đó có một ước định. Thiên Cẩu phụ thân cùng mẫu thân năm đó bị cửu nhân truy sát, mang theo Thiên Cẩu một đường chạy trốn, kết quả vẫn bị cửu địch đuổi kịp, cửu địch giết chết Thiên Cẩu cha mẹ của, đồng thời chuẩn bị giết chết còn tấm bé Thiên Cẩu. Kết quả Sơn Bản Nhất Hùng vừa vặn chạy tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ánh mắt vô cùng chuẩn Sơn Bản Nhất Hùng khi nhìn đến Thiên Cẩu trước tiên, cũng biết người này là trăm năm khó gặp nhẫn thuật kỳ tài, vì vậy liền cứu hắn, đồng thời trợ giúp Thiên Cẩu đem cửu địch đều chém giết. Sơn Bản Nhất Hùng cứu Thiên Cẩu, đồng thời nuôi nấng Thiên Cẩu lớn lên, càng là truyền thụ Thiên Cẩu y hạ nhẫn thuật. Sự thực chứng minh Sơn Bản Nhất Hùng ánh mắt là cực kỳ chính xác, Thiên Cẩu cũng không có lệnh Sơn Bản Nhất Hùng thất vọng, hắn nhẫn nhịn thuật phương diện thiên phú đều nhanh yếu giật xuất lai. Kinh người nhất là, Thiên Cẩu đem y hạ nhất phái trên trăm năm hết Tết đến cũng không ai có thể luyện hội S cấp nhẫn thuật địch giết cho luyện thành. Đây chính là ngay cả Sơn Bản Nhất Hùng đều căn bản luyện sẽ không rất khó nhẫn thuật, Thiên Cẩu cư nhiên học xong. Bên ngoài thiên phú mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Cho nên cho tới nay Nhật Bản nhẫn thuật giới đều lưu truyền Thiên Cẩu truyền thuyết, hắn cùng công phu cây mây lạnh giới cùng xưng là nhẫn giới hai đại thiếu niên kỳ tài. Y hạ Thiên Cẩu, giáp hạ lạnh giới, là tất cả Nhật Bản nhẫn giới thanh niên nhân sùng bái đối tượng, mục tiêu phấn đấu. Có thể dạy dỗ như vậy đệ tử ưu tú, Sơn Bản Nhất Hùng là phi thường cao hứng, tuy là hiện nay Thiên Cẩu thực lực không nhất định bì kịp được Sơn Bản Nhất Hùng, nhưng này chỉ là bởi vì Thiên Cẩu còn trẻ, kinh nghiệm thiếu duyên cớ. Đợi một thời gian, Thiên Cẩu sẽ làm trò giỏi hơn thầy. Kết quả sau lại xảy ra món đó ai cũng không nghĩ tới sự kiện. Sơn Bản Nhất Hùng là một cái cực kỳ người tàn nhẫn, vì quyền lợi không từ thủ đoạn, chuyện gì xấu cũng làm ra được. Giống như tàn sát giáp hạ nhất phái loại sự tình này, trước hắn sẽ không bớt làm qua. Thiên Cẩu tâm địa thiện lương, đối với Sơn Bản Nhất Hùng hành vi nhưng thật ra là phát ra từ phế phủ chán ghét, nhưng là bởi vì Sơn Bản Nhất Hùng cứu mạng của hắn, truyền thụ hắn nhẫn thuật, đưa hắn nuôi nấng lớn lên, thì tương đương với phụ thân của hắn thông thường. Cho nên Thiên Cẩu vì báo ân chưa từng có phản kháng qua, vẫn vi phạm lương tâm trợ giúp Sơn Bản Nhất Hùng làm việc. Nhưng cái này cân bằng ngày hôm đó bị đánh vỡ. Thiên Cẩu là nam sinh, một cái chính trực thời kỳ trưởng thành nam sinh, ngày nào đó hắn yêu một cô gái. Cô gái kia đơn giản, thuần khiết, giống như là một đóa hoa thủy tiên, ngây thơ rực rỡ. Nhưng là, Sơn Bản Nhất Hùng vì thu hoạch thôn trang vàng, đêm đó đem chọn cái thôn trang đều cho chu diệt, cô gái kia tự nhiên cũng không có thể chạy trốn ma chảo, chết thảm ở Sơn Bản Nhất Hùng đao võ sĩ dưới. Chuyện này đối với Thiên Cẩu tạo thành to lớn bóng ma trong lòng. Ngày nào đó, hắn thậm chí đối với Sơn Bản Nhất Hùng rút đao. Bất quá, tại cái khác bốn đại kiền tương dưới áp chế, đang nuôi dục tình mâu thuẫn dưới, cuối cùng Thiên Cẩu bỏ qua báo thù. Ngày nào đó, Thiên Cẩu cùng Sơn Bản Nhất Hùng ước định, biết lại vì Sơn Bản Nhất Hùng làm ba chuyện, để báo đáp Sơn Bản Nhất Hùng dưỡng dục tình, ba chuyện sau đó, bọn họ tái vô quan hệ, gặp lại, sẽ là cửu nhân. Ước định này cũng để cho Sơn Bản Nhất Hùng phi thường khó chịu. Nhưng ván đã đóng thuyền, lại có thể thế nào? Vì không mất đi Thiên Cẩu, cũng vì không cho Thiên Cẩu đứng ở mình mặt đối lập, Sơn Bản Nhất Hùng ở gặp phải thời điểm khó khăn, lại cũng không đi sử dụng Thiên Cẩu. Cho nên, tuy là Sơn Bản Nhất Hùng có ngũ đại kiền tương, kỳ thực sao đang có thể sử dụng chỉ có bốn cái. Lúc này đây ám sát Giang Sách, bốn đại kiền tương toàn bộ trận vong. Mặc dù là hoàn thành nhiệm vụ, bắt được 500 triệu, Sơn Bản Nhất Hùng còn phải một lần nữa chiêu mộ, bồi dưỡng thủ hạ, ngẫm lại liền đau đầu. Chính là bởi vì Sơn Bản Nhất Hùng cùng Thiên Cẩu ước định, làm cho hắn không dám đơn giản sử dụng Thiên Cẩu. Nhưng không muốn sử dụng cũng sử dụng. Có hai lần thật sự là gặp không giải quyết được vấn đề, bất đắc dĩ sử dụng Thiên Cẩu, Sơn Bản Nhất Hùng cho rằng, đời này cũng sẽ không sử dụng nữa Thiên Cẩu lá bài này rồi. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn bị Giang Sách bức cho đến rồi tuyệt lộ, không thể không sử dụng. Sợ là chỉ có Thiên Cẩu mới có thể đem Giang Sách chém giết. Sâu đậm thở dài, Sơn Bản Nhất Hùng lẩm bẩm, Giang Sách a Giang Sách, ngươi thật đúng là lợi hại. Lại có thể đem ta bước cho bước đến nước này. Thiên Cẩu phải không được không cần, vấn đề là, phải dùng làm sao? Sơn Bản Nhất Hùng tỉ mỉ suy tính.
làm cho Thiên Cẩu đi ám sát Giang Sách, thành công đương nhiên được, Giang Sách bị giết chết, nhưng nếu như thất bại, na Giang Sách như trước sống, còn mất đi nhìn trời chó quyền khống chế. Siêu cấp tính không ra. Nghĩ tới nghĩ lui, Sơn Bản Nhất Hùng khóe miệng hơi nhếch lên, nghĩ ra một cái phi thường thâm độc điểm quan trọng, giọt. Hắn đi tới bên cạnh bàn, từ trong túi móc ra một ít bao thuốc bột ngã vào trong ấm trà, sau đó lắc lắc, khiến cho đều đều, nhìn không ra bất kỳ kẽ hở. Tiếp lấy, đem ấm trà dọn xong, chẳng có chuyện gì bộ dạng. Thiên Cẩu, nếu sau lần này ngươi liền không thể lại vì bản thân ta sử dụng, cũng sẽ không lại làm còn sống. Ở Sơn Bản Nhất Hùng xem ra, Thiên Cẩu chấp hành hết nhiệm vụ, cũng sẽ hoàn thành ước định, về sau nhất định là muốn cùng chính mình là địch. Nếu là địch nhân, vậy khẳng định phải trừ hết. Túi này thuốc bột, sẽ làm Thiên Cẩu ở 3 ngày sau tử vong. Sơn Bản Nhất Hùng tính toán phi thường tốt, làm cho Thiên Cẩu trước ám sát Giang Sách, sau đó chính mình trốn đi, 3 ngày sau các loại Thiên Cẩu sau khi chết trở ra, kể từ đó, là có thể đồng thời diệt trừ Giang Sách cùng Thiên Cẩu hai người. Phi thường kế hoạch hoàn mỹ. Hanh! Cho các ngươi từng cái theo ta đối nghịch. Lúc này, đừng mơ có ai sống. Hắn đi tới cửa, cho mình thủ hạ gọi điện thoại, chuyển được sau đó lập tức nói rằng, đi tìm Thiên Cẩu, làm cho hắn lập tức tới gặp ta. Không đến 20 phút, một cái mang mặt nạ nam nhân xuất hiện ở Sơn Bản Nhất Hùng trước mặt. Chính là Thiên Cẩu. Sơn Bản Nhất Hùng khẽ thở dài một cái, giả trang ra một bộ phi thường bị thương biểu tình, nói rằng ta bên này sự tình ngươi nên nghe nói a. Thiên Cẩu bình thản hồi đáp, biết, bốn người bọn họ đều chết hết. Đúng vậy, cái này Giang Sách thực lực vượt xa khỏi rồi ta tính toán. Sơn Bản Nhất Hùng nhìn Thiên Cẩu, sợ là chỉ có ngươi mới có thể diệt trừ hắn. Thiên Cẩu hỏi, cho nên ngươi muốn ta động thủ sao? Sơn Bản Nhất Hùng giả trang ra một bộ phi thường do dự biểu tình, quấn quýt a, xấu hổ a, thống khổ a, cuối cùng thở dài một tiếng, nói rằng, đúng vậy, ta cần trợ giúp của ngươi. Thiên Cẩu còn nói thêm, chúng ta có ước định, ta chỉ biết giúp ngươi làm ba chuyện, đây là cuối cùng nhất kiện. Sơn Bản Nhất Hùng gật đầu, ta đây rõ ràng, không cần ngươi lại một lần nữa. Ta cũng biết, làm xong sau chuyện này, người ta sẽ thấy không tình phụ tử, sẽ là cừu địch, tử địch. Lúc nói chuyện, Sơn Bản Nhất Hùng biểu tình phi thường thống khổ, trong hốc mắt thậm chí còn có nước mắt chớp động, nhìn qua thực sự giống như là rất hối hận rất luyến tiếc giống nhau. Nếu là hắn đi Hollywood, vậy đoán chừng là có thể cầm một Oscar ảnh đế. Thiên Cẩu nói rằng, người đã nghĩ xong, vậy không có gì có thể nói, ở chỗ này chờ, ta sẽ đem Giang Sách đầu mang về cho ngươi. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Sơn Bản Nhất Hùng lập tức gọi hắn lại, chờ một chút. Còn có việc. Sơn Bản Nhất Hùng đi tới bên bàn trà, cầm bình trà lên rót hai ly trà, đem bên trong một ly đưa cho Thiên Cẩu. Nói rằng cái ly này trà xem như là ta vì ngươi tiễn đưa. Không cần, Thiên Cẩu không cảm kích chút nào. Sơn Bản Nhất Hùng nghẹn ngào nói, người ta phụ tử một hồi, uống liền một ly đoạn tình trà cũng không có thể chứ. Chẳng lẽ ngươi lo lắng trà này có độc? Nói, hắn ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó Sơn Bản Nhất Hùng lại ngược một ly trà đưa cho Thiên Cẩu, như thế nào? Thiên Cẩu nhìn Sơn Bản Nhất Hùng. Trong lòng mềm mại nhất địa phương bị xúc động, dù sao nhiều năm như vậy cảm tình, dù sao từ nhỏ từ Sơn Bản Nhất Hùng nuôi nấng lớn lên. Một ly đoạn tình trà, uống. Thiên Cẩu tiếp nhận chén trà, vạch trần mặt nạ, ngẩng đầu lên uống xong trà, đem chén trà ngã trên mặt đất, xoay người nghênh ngang mà đi, không có chút nào quyến luyến. Nhìn Thiên Cẩu bóng lưng rời đi, Sơn Bản Nhất Hùng lộ ra nụ cười tà ác. Hắn vừa móc ra giải dược nuốt xuống. Một bên cười lạnh nói, Thiên Cẩu, người đúng là vẫn còn quá trẻ tuổi, theo ta đấu. Người còn chưa đủ tư cách. Ăn giải dược Sơn Bản Nhất Hùng chuyện gì cũng sẽ không có, thế nhưng, Thiên Cẩu không biết mình uống xong chính là độc trà, 3 ngày sau chắc chắn phải chết. Nếu như hắn ở chỗ này trong lúc đó giết chết Giang Sách lời nói, vậy thật liền hoàn toàn trúng Sơn Bản Nhất Hùng độc kế. Người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Tuân thủ nghiêm ngặt nhà. Long thủ cùng Long Lân một bên uống trà một bên nghe người thủ hạ hội báo tình báo mới nhất, sau khi nghe xong, không khỏi lộ ra nại nhân tầm vị cười yếu ớt. Long Lân còn lại là đầy mình khí,
nổi giận mắng, cái này Sơn Bản Nhất Hùng không khỏi cũng quá phế vật a. Liên tục 4 gã thủ hạ bị giết chết, Long Thủ, người Hoa 500 triệu mời một phế vật như vậy tới trợ giúp, thực sự đáng tin. Đối với của nàng nghi vấn, Long Thủ căn bản không lưu ý. Long Thủ nói rằng, ở mời Sơn Bản Nhất Hùng qua đây trước ta cũng đã đối với hắn làm qua cặn kẽ điều tra, nói thật, ta căn bản cũng không có trông cậy vào cái kia 4 cái người có khả năng có thể giết chết Giang Sách. A hát, Long Lân không hiểu hỏi, vậy ngươi còn xài nhiều tiền như vậy xin hắn tới. Long Thủ giải thích, ta chân chính xin hắn tới mục đích, là nhìn chúng dưới tay hắn cuối cùng na một danh kiền tương thiên cầu. Đó là một cái có thực lực tuyệt đối, thậm chí so với Sơn Bản Nhất Hùng còn mạnh hơn thiếu niên thiên tài. Làm cho thiên cầu đi đối phó Giang Sách, mới là ta mục đích thực sự. Long Lân gật đầu, thì ra là thế. Bất quá, nếu như thiên cầu cũng thất bại thì sao? Sơn Bản Nhất Hùng liền triệt để thất bại, sợ là hắn tự mình xuất thủ cũng là một chết. Long Thủ nhún vai, bày ra một bộ không để ý chút nào bộ dạng. Hắn nói rằng, chết hết, thất bại cũng không cái gọi là a, chỉ ít ta càng nhiều hơn siêu tập Giang Sách tư liệu. Hơn nữa, nếu như bọn họ toàn bộ đều chết sạch, ta không phải không cần đài thọ rồi không? 500 triệu đều tiết kiệm. Lời này thật đúng là có đủ không biết xấu hổ. Kêu người đến đối phó Giang Sách, chính là vì dùng mạng của người khác tới chắc thí Giang Sách sâu cạn, làm cho Sơn Bản Nhất Hùng đi chịu chết. Nếu như Sơn Bản Nhất Hùng chết, một phân tiền không cần cho. Thật là có quá vô sỉ. Long Lân vui vẻ, hỏi, chẳng lẽ Sơn Bản Nhất Hùng hoàn thành nhiệm vụ, người liền nguyện ý đài thọ rồi. Không thể không nói, nàng vẫn là lý giải Long Thủ. Mặc dù Sơn Bản Nhất Hùng hoàn thành nhiệm vụ, cũng căn bản sẽ không đạt được một phân tiền. Chẳng những phải không đến tiền, Long Thủ vì bảo trụ mình tốt danh tiếng, thậm chí sẽ còn đem Sơn Bản Nhất Hùng cho giết, đến cái giết người diệt khẩu. Nói cách khác, từ Long Thủ đem Sơn Bản Nhất Hùng cho mời tới Yến Thành thời điểm, liền căn bản không có nghĩ tới trả tiền, Sơn Bản Nhất Hùng mệnh giã sớm đã bị viết ở tại tử vong trong danh sách. Sơn Bản Nhất Hùng chỉ biết có hai cái kết cục, hoặc là bị Giang Sách giết chết, hoặc là bị Long Thủ giết. Con này cho đã mắt chỉ có kim tiền cáo già, thực sự không chơi thắng Long Thủ cái này tốt thợ săn. Làm Sơn Bản Nhất Hùng vì tiền tài, vẫn còn ở tỉ mỉ tính toán thiên cầu thời điểm, thật tình không biết chính hắn cũng bị người cho tính toán gắt gao, mạng của hắn đã sớm nắm ở Long Thủ trong tay. Long Lân uống xong một ly trà, thở ra một hơi dài, nói rằng, nhưng ta thật không ngờ Giang Sách mạnh như vậy. Na tứ danh kiền tương thực lực cũng không đơn giản, cư nhiên cứ như vậy bị Giang Sách giết. Kỳ thực ta cũng nghi hoặc, Long Thủ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nói rằng, dựa theo đạo lý mà nói, nhẫn thuật là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, là Giang Sách căn bản không chạm tới lĩnh vực. Mặc dù hắn có thể diệt trừ na tứ danh kiền tương, cũng có thể biết thụ thương mới đúng. Vấn đề là, hắn một chút việc cũng không có, rốt cuộc Giang Sách quá lợi hại. Vẫn là na tứ danh kiền tương quá yếu. Kỳ thực bọn họ không biết là, Giang Sách bên kia cũng có một vị nhẫn thuật tương đương cao thủ lợi hại tỏa chấn. Cái này cũng không trách Long Thủ. Hắn thiên toán vạn toán cũng không khả năng tính tới công đằng lương giới biết đuổi giết được Yến Thành tới, càng không tính được tới công đằng lương giới sẽ bị Giang Sách cấp cứu, cùng Giang Sách liên thủ. Chính là, người định không bằng trời định. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Một vòng trăng non từ từ bay lên bầu trời. Giang Sách, Đôi Ngư, Công Đằng Lương giới 3 người ngồi ở một gian VIP trong phòng nghỉ, vừa ăn điểm tâm một bên thương lượng kế tiếp hành động. Dựa theo đạo lý mà nói, kế tiếp Y Hạ bên kia phái ra sẽ chỉ là Thiên Cầu cùng Sơn Bản Nhất Hùng một cái trong đó. Cụ thể sẽ là ai chứ? Công Đằng Lương giới thôi chắc nói, căn cứ ta đối với Sơn Bản Nhất Hùng lý giải, đại khái suất tới sẽ là Thiên Cầu. Bởi vì Sơn Bản Nhất Hùng là một cái phi thường nhát gan, tên giảo hoạt, không có vạn phần nắm chặt, hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chúng ta liên tục giết hắn tứ danh kiền tương, hắn đối với chúng ta thực lực khẳng định có nơi kiêng kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ, được tìm người để thay thế hắn tìm một chút hang hổ. Thí sinh tốt nhất, tất nhiên chính là Thiên Cẩu. Có quan hệ Thiên Cẩu cùng Sơn Bản Nhất Hùng chuyện tích, Công Đằng Lương giới đã cặn kẽ nói cho Giang Sách, Đôi Ngư. Cho nên, nếu như tới thực sự là Thiên Cẩu, Giang Sách còn có chút không muốn động thủ.
bởi vì hắn biết Thiên Cẩu cũng không phải là tự nguyện động thủ. Cũng biết Thiên Cẩu làm xong nhiệm vụ của lần này sau đó, biết giống như chính mình, đứng ở Sơn Bản Nhất Hùng đối lập mặt, thậm chí biết giết chết Sơn Bản Nhất Hùng. Giang Sách là thế nào cũng không nguyện ý cùng một người như vậy động thủ. Nhưng tình thế bức bách, lại có thể thế nào? Bên trong phòng ba người đều trầm mặc, hồi lâu sau, Giang Sách người thứ nhất mở miệng nói, Thiên Cẩu, quyết không thể giết. Đây là Giang Sách ý kiến. Cũng là hai người khác trong lòng suy nghĩ. Nhưng khó khăn địa phương chính là ở chỗ, Thiên Cẩu là một vị thiên phú xuất chúng, thực lực cường đại ninja, mặc dù là công đằng lương giới cũng không dám nói có thể thắng được đối phương, không nghĩ qua là cũng sẽ bị hắn giết chết. Lợi hại như vậy một người, người ở đây đối phó hắn thời điểm không có sát tâm, sợ ném chuột vỡ đồ, đây chính là tối kỵ. Tựa như Tào Tháo yêu quý Triệu Tử Long. Mệnh lệnh binh sĩ không cho phép bắn tên, chỉ có thể bắt sống, Tào Quân sợ ném chuột vỡ đồ, mới để cho Triệu Tử Long hoàn thành thất tiến thất xuất thần tích. Ở trên Thiên Cẩu loại này cường địch trước mặt, người khắp nơi thủ hạ lưu tình, không ra sát chiêu, na rất có thể sẽ bị đối phương cho giết chết. Bởi vì đồng tình đối phương mà bị giết chết, đây nhất định không phải Giang Sách bọn họ hy vọng. Đây chính là khó khăn địa phương. Đôi ngư gãi đầu một cái. Thở dài nói rằng, cũng không có thể giết chết Thiên Cẩu, càng không thể bị hắn giết chết, làm sao làm. Loại cấp bậc này địch nhân, nếu như chỉ có thể sống bắt nói, độ khó hệ số nhưng là SSS cấp bậc A. Ai cũng biết độ khó lớn. Nhưng Giang Sách, công đằng lương giới đều không phải là người thường, mặc dù độ khó lớn hơn nữa, bọn họ hay là muốn tận lực thử một lần. Giang Sách hỏi, có thể hay không để cho ta cùng Thiên Cẩu quyết đấu? Từ ta trực tiếp có thể bắt được. Công đằng lương giới cười khổ lắc đầu, không thể, Thiên Cẩu là một gã ninja, cũng không phải là võ sĩ, tại sao muốn dùng quyết đấu phương thức đâu. Đây không phải là dùng mình ngắn tấn công địch dài sao. Nói cũng phải. Công đằng lương giới còn nói thêm, hơn nữa Thiên Cẩu chỗ lợi hại nhất ở chỗ, hắn tập luyện được rồi y hạ nhất phái trăm năm không người biết luyện S cấp nhẫn thuật địch giết, cửa này nhẫn thuật lợi hại trình độ, không phải chuyện đùa. Đừng nói trước bắt sống Thiên Cẩu rồi, mấy người chúng ta có thể hay không ở địch giết dưới sự công kích chữ hàng đều là chuyện gì xảy ra. Đối với Cửu Vĩ, Thạch Điền mấy người bọn hắn nhẫn thuật, công đằng lương giới đều hiểu rõ vô cùng, cũng làm ra sách lược ứng đối. Duy chỉ có đối với Thiên Cẩu địch giết, công đằng lương giới thúc thủ vô sách. Thứ nhất là tin tức quá ít, không thể nào lý giải. Thứ hai cũng là uy lực quá mạnh mẽ, thực sự không tốt ứng phó. Ba người thương lượng hồi lâu cũng không có thương lượng ra một cái cụ thể phương pháp, cùng đối phó Cửu Vĩ không giống với, Thiên Cẩu bản thân liền tương đối thần bí, địch giết nhẫn thuật càng là rất ít sử dụng, không có cách nào tiến hành châm đối tính bố trí. Vậy cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Ở giao chiến thời điểm tùy cơ ứng biến, tìm ra phá giải khả năng. Công đằng lương giới nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, trong lòng cũng là quấn quýt không ngớt. Kỳ thực hắn ở biết Thiên Cẩu chuyện thích sau đó, nhìn trời cậu căn bản không có nửa phần oán hận. Lúc đó tàn sát giáp hạ nhất phái nhóm người chung, cũng không có Thiên Cẩu. Cho nên, công đằng lương giới cũng không muốn muốn giết chết Thiên Cẩu, nhẫn thuật giới nếu như tổn thất như vậy một vị kiệt xuất thiên tài, đây chính là tổn thất thật lớn. Mỗi khi nghĩ tới đây, công đằng lương giới sẽ rất khó chịu. Đang lúc bọn hắn ba người không nói gì nhau thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, bên ngoài truyền đến một hồi du dương tiếng địch. Ân, ba người đồng thời sửng sốt. Tiếng địch này là nơi nào truyền tới? Công đằng lương giới ngưng thần đề phòng, nhỏ giọng nói rằng, Thiên Cẩu ở mỗi lần hành động thời điểm, đều sẽ thổi địch, tiếng địch này chính là Thiên Cẩu tượng trưng. Đôi ngư hỏi, ninja không phải lấy ám sát làm chủ sao? Thổi địch, vậy không liền chủ động bại lộ thân phận? Đúng vậy. Cái này cùng ninja bản thân thân phận định vị là đi ngược lại. Điểm này, công đằng lương giới cũng muốn không rõ ràng lắm. Hắn nói rằng, đây chính là địch giết chỗ khó rồi, sử dụng cái môn này nhẫn thuật vậy khẳng định là muốn bại lộ vị trí, một ngày bại lộ vị trí, hầu hết thời gian liền không còn cách nào hoàn thành ám sát, mục tiêu khả năng chạy trốn, tăng mạnh đề phòng, vô duyên vô cớ cho mình tăng trắc trở. Đây chính là trên trăm năm qua. Ngoại trừ Thiên Cẩu ở ngoài không còn có người thứ hai có thể luyện thành nguyên nhân. Làm ninja,
Đương nhiên là càng bí mật càng tốt, nào có chủ động bại lộ vị trí. Công Đằng Lương Giới còn nói thêm, tiếng địch này, giống như là đưa cho người chết an táng khúc, thiên cầu trước giờ thổi cây sáo, địch nhân cũng liền có thể chuẩn bị nhận lấy cái chết. Thật sự có lợi hại như vậy sao? Đôi ngư nhìn bên ngoài, theo tiếng địch truyền tới phương hướng nhìn lại, khá lắm, cái kia là thiên cầu thật đúng là cả gan làm loạn, cư nhiên cứ như vậy cầm một cây sáo đứng ở cửa bệnh viện ở thổi, rất sợ người khác nhìn không thấy tựa như. Đây không khỏi cũng quá xương cuồng một điểm a. Ta đi gặp gỡ hắn. Đôi ngư vừa mới chuẩn bị đi, Giang Sách một bả ấn ở tại trên bả vai của hắn, nói rằng, ngươi ở lại chỗ này, ta đổi một người đi. Đổi ai vậy? Cán Cân Nghiêng. Ở 12 Hoàng Kim trong, Cán Cân Nghiêng được xưng vũ khí đại sư, bất kể là vũ khí nóng vẫn là vũ khí lạnh, hắn đều có thể thuần thục sử dụng. Trừ cái đó ra, hắn vẫn lực phòng ngự tối cường, khó nhất bị giết chết một cái. Bởi vì Cán Cân Nghiêng hiểu được sử dụng các loại phòng ngự tính thiết bị tới bảo vệ chính mình, tuy là lực chiến đấu của hắn ở 12 Hoàng Kim trong thuộc về bậc trung, thế nhưng phòng ngự của hắn năng lực đó là tuyệt đối đệ nhất. Hiện tại thiên cầu địch giết căn bản cũng không biết cụ thể là làm thế nào, mặc dù là phái song tử, sử nữ, thiên hạt những thứ này sức chiến đấu mạnh mẽ Hoàng Kim đi qua, cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi, thậm chí khả năng đến cái lưỡng bại câu thương. Giang Sách ý tưởng rất đơn giản, đó chính là làm cho Cán Cân Nghiêng đi qua thăm dò một chút hư thực, trước tiên đem đối phương con đường cho mò thấy rồi, sau đó sẽ căn cứ lấy được tin tức tới thi triển tương ứng kế hoạch. Một chiêu này, từ trước Giang Sách cũng không có dùng một phần nhỏ. Cán Cân Nghiêng giá trị chính là thể hiện ở nơi này địa phương. Đôi ngư vừa nghe phải phái ra là Cán Cân Nghiêng, liền biết Giang Sách ý tưởng cùng ý đồ, tốt, vậy hãy để cho Cán Cân Nghiêng xung phong. Cửa bệnh viện bên ngoài, một cái toàn thân đều mặc khôi giáp nam tử đi ra. Sấp xỉ 1m9 lớn người cao, lưng hùm vai gấu, chỉ là nhìn qua cũng biết người này thực lực tuyệt đối bất phàm, hơn nữa nam một thân kim quang lập lòe áo giáp, thật sự rất tốt như là cổ đại lưỡng quân trước trận tiên phong đại tướng thông thường. Uy phong lấm lấm, nam tử cất bước đi về phía trước lấy, khoảng cách thiên cầu còn có 10 thước khoảng cách thời điểm dừng bước. Uy! Lớn buổi tối không ngủ được, thổi cái gì thổi a? Thiên cầu mắt điếc tai ngơ, tiếp tục thổi mình. Nam tử nóng nảy, nghe không hiểu tiếng người sao. Ngươi nếu như lại thổi, ta Cán Cân Nghiêng cũng sẽ không khách khí, đem ngươi na cây sáo cho lấy tới quyệt đoạn. Thiên cầu như trước như là không nghe được. Hắc, dẫm lên mặt mũi có phải hay không? Mọi người đều là chữ thiên thế hệ nhi, một điểm mặt mũi cũng không cho sao. Đi. Tiểu tử ngươi chờ cho ta. Nên nói cũng đều nói xong, nếu thiên cầu cũng không quan tâm Cán Cân Nghiêng, vậy kế tiếp chuyện sắp xảy ra đại gia cũng đã đều đoán được. Cán Cân Nghiêng đem một thanh trường thương lấy ra, hướng phía thiên cầu vọt tới. Nhận lấy cái chết. Một thương, trực tiếp liền đâm về rồi thiên cầu. Bên trong gian phòng, Giang Sách đám người đang ở quan sát, không khỏi nhíu mày. Cán Cân Nghiêng một thương này ghim đi qua, vừa vội vừa ngoan. Hơn nữa còn là dựa theo mi tâm vị trí trực tiếp liền đã đâm tới, không chút nào thủ hạ lưu tình. Nhưng lúng túng là, thiên cầu vẫn là đứng ở đó bên thổi địch, căn bản là cái gì đều nghe tìm không thấy cũng nhìn không thấy giống nhau, đối với cái này bỗng nhiên ghim tới được một thương, ngoảnh mặt làm ngơ. Mũi thương kia đều để đến mi tâm rồi, hắn vẫn không nhúc nhích. Làm cái gì vậy? Tìm chết sao? Phốc! Thương trực tiếp từ thiên cầu mi tâm đã đâm tới, tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ thiên cầu lại chết như vậy? Đây là tới tự sát tới. Mọi người ở đây nghi hoặc không thôi, nhìn trời chó hành vi cảm thấy kỳ quái thời điểm, rất nhanh, một màn trước mắt để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc vạn phần, hiểu vì sao thiên cầu không tránh không né. Chỉ thấy thiên cầu thân thể bị thương cho đâm xuyên sau đó, không có lưu một giọt máu, mà là hóa thành một đoàn yên vụ. Từ từ tiêu tán ở tại trong không khí. Cái này, tất cả mọi người bối rối, đây là cái gì nhẫn thuật? Này rõ ràng chính là tiên thuật a. Càng khoa trương hơn là, ở trên thiên cân người đeo sau cách đó không xa địa phương, lại xuất hiện một cái thiên cầu, vẫn là nắm cây sáo ở bên kia thổi, cùng động tác lúc trước giống nhau như đúc. Cái này rất ma huyễn rồi. Cán Cân Nghiêng nhìn trước mắt tiêu tán yên vụ. Nhìn lại bên kia thổi cây sáo thiên cầu, vui vẻ.
Có thể a, ngươi thật lợi hại nha. Vậy làm sao làm được? Chẳng lẽ ngươi là quỷ a? Còn là nói, ngươi biết di động trong nháy mắt. Cán cân nghiêng ngoài miệng qua quyết nói, ánh mắt lại quan sát khắp nơi, hắn biết đây nhất định không phải thông thường nhẫn thuật, chu vi nhất định tồn tại đặc thù gì cơ quan. Nhẫn thuật, thoạt nhìn huyền bí, nhưng kỳ thật liền cùng ma thuật giống nhau, ngươi không biết nguyên lý dưới tình huống biết cho rằng vô cùng lợi hại, một ngày đã biết nguyên lý trong đó, vậy ngươi sẽ cảm giác mình chỉ số IQ bị vũ nhục. Cán cân nghiêng trực tiếp bỏ qua rơi trước mắt thổi cây sáo thiên cẩu, bắt đầu tìm kiếm chân chính thiên cẩu ở nơi nào, tìm kiếm khả năng tồn tại cơ quan trang bị. Đáng tiếc, hắn tìm không được. Đây là tự nhiên, nếu như dễ dàng như vậy tìm được lời nói. Như vậy địch giết nhẫn thuật cũng liền quá dễ dàng phá giải, cũng sẽ không trở thành S cấp bậc đẳng cấp cao nhất nhẫn thuật rồi. Cán cân nghiêng nhún vai, nói rằng, quên đi, ta tìm không được ngươi kẽ hở, ta bỏ qua. Hắn chăm chú nhìn thiên cẩu, còn nói thêm, thế nhưng, ta giết không chết ngươi, ngươi thật giống như cũng làm không xong ta à. Ngươi cứ như vậy đứng ở nơi đó thổi cây sáo, làm sao có thể giết chết được. Không đợi hắn nói xong. Cũng cảm giác người đeo sau một hồi âm phong đảo qua. Cán cân nghiêng loại cao thủ cấp bậc này sức phản ứng đều là tương đương mau, căn bản cũng không có do dự, một cái trước cuồn cuộn, trực tiếp đi phía trước đánh móc sau gáy. Liền nghe được thổi phù một tiếng, một bả mũi tên nhọn từ phía trên đỉnh đầu của hắn bay đi. Nếu như không phải hắn tránh né đúng lúc, thanh kia tiễn cần phải đâm xuyên cổ của hắn. Cán cân nghiêng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Khá lắm, cái này mũi tên nhọn là từ nơi nào bay tới. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch địch giết nhẫn thuật chỗ lợi hại. Trên mặt nổi cái này thiên cẩu là hư vô tồn tại, mặc kệ ngươi như thế đối phó hắn, cuối cùng đều chỉ biết hóa thành một trận yên vụ, căn bản là giết không chết, còn chân chính thiên cẩu thì giấu ở chỗ tối, tùy thời phát động đánh lén. Vậy thì đúng rồi. Thổi địch chủ động bại lộ thân phận, na vẻn vẹn chỉ là thủ thuật che mắt. Thiên cẩu đúng là vẫn còn một gã ninja, hắn thi triển, vẫn là tiềm hành ám sát một bộ kia kỹ thuật, hơn nữa còn là ở phi thường rộng mở, không có che địa phương hoàn thành tiềm hành. Ở mắt của ngươi ra dưới tiến hành tiềm hành. Cái này lợi hại. Thảo nào địch giết nhẫn thuật trên trăm năm qua không có người thứ hai luyện biết, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy vô cùng khó khăn a. Cán cân nghiêng tuy là hiểu địch giết thủ đoạn kỹ xảo. Thế nhưng đối với về căn bản nguyên lý vẫn là đoán không ra. Đang ở hắn suy tính thời điểm, bỗng nhiên, lại một mũi tên bay tới, cán cân nghiêng thuận thế trốn một chút, còn không chờ hắn đứng vững gót chân, không biết nơi nào xuất hiện một thân ảnh, trực tiếp nắm dao găm đâm vào cán cân nghiêng buồng tim. Sau đó, thân ảnh kia liền biến mất không thấy. Cán cân nghiêng trong nháy mắt quỳ một chân trên đất, đau đớn không ngớt, tuy là khôi giáp của hắn rất rắn chắc. Nhưng vẫn không có thể ngăn cản được cái kia dao găm. Nếu như người bình thường, bị như thế công kích một cái tuyệt đối liền chết. Nhưng cán cân nghiêng không có, hắn trực tiếp đem dao găm rút ra, thở ra một hơi dài, nói rằng, cũng may ta trước giờ chuẩn bị miếng hộ tâm, nếu không, một đao này mạng của ta khả năng liền đưa đi. Kế tiếp một phần tới đồng hồ, thiên cầu từ các góc độ nhìn trời cân phát động công kích. Cán cân nghiêng chỉ có thể dựa vào các loại trang bị hoàn thành tự bảo vệ mình, một chút xíu năng lực phản kháng cũng không có, nói thật, hắn có thể đủ bảo trụ cái mạng này cũng đã phi thường làm khó được. Đổi thành những thứ khác hoàng kim, ước đoán đã phơi thây tại chỗ. Giang Sách đem cán cân nghiêng phái đi ra ngoài, thực sự là một cái sáng suốt quyết định, biết rõ công kích của đối thủ con đường, vừa không có hao binh tổn tướng. Đem cán cân nghiêng giá trị phát huy đến lớn nhất. Có thể. Giang Sách hướng về phía dưới nói rằng, cán cân nghiêng, trở về. Đây là đánh chuông thu binh rồi, Giang Sách đã biết rồi thiên cẩu đường lối, thì không cần tiếp tục làm cho cán cân nghiêng đặt mình vào nguy hiểm. Lại như thế đấu nữa lời nói, chỉ sợ cán cân nghiêng biết không để ý bị thiên cẩu giết chết. Cán cân nghiêng những trang bị kia đã bị phá nói không sai biệt lắm, không thể tiếp tục lại để cho cán cân nghiêng phạm hiểm. Cán cân nghiêng thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía na thổi địch thiên cẩu nói rằng, quên đi, ta không phải đối thủ của ngươi, không đánh với ngươi rồi, cúi chào, như thế này sẽ có người khác tới thu thập ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thiên cẩu không có bất kỳ ngăn cản, bởi vì ở mới vừa trong khi giao chiến thiên cẩu cũng biết,
tuy là cán cân nhưng sức chiến đấu không phải đỉnh tiêm, thế nhưng cái này năng lực phòng ngự quá mạnh mẽ. Giống như là một tảng đá lớn, quá chịu đòn. Tiếp tục đánh tiếp, mặc dù có thể giết chết cán cân nghiêng, trả giá cao cũng sẽ không nhỏ, thiên cẩu mục đích là giết Giang Sách, cho nên không cần thiết cùng cán cân nghiêng hao tổn nữa. Cán cân nghiêng về tới bên trong bệnh viện, đi tới VIP phòng nghỉ, gặp được Giang Sách đám người. Cực khổ, Giang Sách tự mình đưa lên một chén nước. Cán cân nghiêng nhận lấy liền cô lỗ uống, vừa mới thật là quá hung hiểm quá mệt mỏi, thân thể cùng tinh thần song trọng áp lực, hơi chút có một chút xíu không chú ý liền mạng nhỏ chơi xong. Hắn nói rằng, công việc này thật đúng là không dễ làm a. Ngày đó cậu giống như là quỷ mị giống nhau, căn bản là tìm không được hắn vị trí cụ thể. Đánh lại đánh không đến, còn muốn bị hắn đánh lén, phiền muốn chết. Đây chính là S cấp bậc nhẫn thuật lợi hại chỗ a. Công Đằng Lương Giới nói rằng, địch giết kỹ xảo ta cơ bản xem hiểu. Cũng là trăm năm khó gặp thiên tài siêu cấp, Công Đằng Lương Giới thiên phú không thể so thiên cậu kém, trải qua mới vừa một phen quan sát, hắn có thể hội của mình. Cùng cán cân nghiêng những thứ này đối với nhẫn thuật không biết chút nào nhân so sánh với, Công Đằng Lương Giới dễ dàng hơn phát hiện trong đó kẽ hở. Hắn phân tích nói, tiếng địch kia là thủ thuật che mắt, có thể phân tán đối thủ lực chú ý, nhiễu loạn đối thủ nghe nhìn, chúng ta biết nhìn không thấy kẽ hở, chứng kiến thiên cầu thân thể biến thành yên vụ, cũng là bởi vì tiếng địch này nguyên nhân. Thứ nhì, thiên cầu tiềm hành kỹ thuật phi thường tốt, núp trong bóng tối, chỉ cần lộ ra một chút xíu kẽ hở, là hắn có thể lập tức phát động công kích, đưa người vào chỗ chết. Dừng một chút, Công Đằng Lương Giới dựng thẳng lên một ngón tay, thế nhưng địch giết có một phi thường to lớn nhược điểm, nếu có người chủ động di chuyển đem màng tai đâm rách, nghe không được tiếng địch lời nói, cũng sẽ không bị quấy nhiễu. Sau đó, chỉ cần có nắm chặt tách ra một kích chí mạng, dùng thân thể của chính mình làm mồi dẫn thiên cầu đồng thời bắt hắn lại, là có thể hoàn thành giết ngược. Nói là giết ngược, kỳ thực chính là nhất chiêu đồng quy vu tận phương thức. Làm cho thiên cầu đao đâm vào thân thể của chính mình, dùng phương thức này bắt lại đối phương, sau đó ở sinh mệnh sắp xỉ trước, một đao chấm dứt thiên cầu mệnh. Người bình thường khả năng làm không được, nhưng Công Đằng Lương Giới tuyệt đối có thể. Hắn rút đao thuật chính là lấy tốc độ tăng trưởng. Lợi dụng hắn rút đao thuật, là có thể hoàn thành cái này nhất kế hoa, thành công giết chết thiên cầu, chỉ bất quá cứ như vậy, Công Đằng Lương Giới chính mình sợ là cũng sống không được. Nghe xong Công Đằng Lương Giới kế hoạch sau đó, Giang Sách lắc đầu liên tục. Kiên quyết không được. Hắn nói rằng, còn nhớ rõ ta ngay từ đầu nói sao. Thiên cầu, chỉ có thể sống chóc, không thể giết chết, chớ đừng nói chi là dùng mạng của ngươi đi theo thiên cầu một mạng đổi một mạng rồi. Nhẫn thuật giới đồng thời tổn thất thiên cầu, Công Đằng Lương Giới hai đại thiên tài, đây chính là nhất kiện siêu cấp lớn bi kịch. Giang Sách nói rằng, bây giờ còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, không cần phải. Cần phải cùng thiên cầu đổi mệnh. Hắn nhìn thoáng qua vẫn còn ở thổi cây sáo thiên cầu, các ngươi đều chờ ở chỗ này, đến lượt ta đi. Ngươi đi, Công Đằng Lương Giới cảm thấy ngoài ý muốn, Giang Sách, ngươi đối với nhẫn thuật lý giải ít vô cùng, rất có thể cũng sẽ bị thiên cầu cho giết chết. Mục tiêu của hắn chính là ngươi, đối phó ngươi nhất định sẽ so đối phó cán cân nghiêng còn ác hơn, ngươi đi, quá nguy hiểm. Đôi ngư cũng phụ họa nói, ta cảm thấy được Công Đằng Lương Giới nói có đạo lý, thống suất, ngươi không thể đi. Giang Sách nở nụ cười. Các ngươi cảm thấy ta sẽ chết sao? Nếu như ngay cả điểm này nho nhỏ trắc trở đều ứng phó không được, ta cũng quá vô dụng. Yên tâm, mới vừa chiến đấu ta xem rất rõ ràng, mặc dù chóc không được thiên cầu, ta cũng có niềm tin tuyệt đối có thể tự bảo vệ mình. Tu La chiến thần, lại có gì phải sợ? Mọi người khuyên bảo vô hiệu, mắt mở trừng trừng nhìn Giang Sách đi vào ứng chiến. Đi tới cửa bệnh viện bên ngoài. Giang Sách đứng ở thiên cầu trước mặt, nói rằng ta chính là người muốn giết người Giang Sách. Ân. Thiên cầu hai mắt sáng ngời, nhãn thần rõ ràng có biến hóa, hắn cho rằng Giang Sách biết vẫn trốn ở đó, bây giờ không có nghĩ đến đối phương lại còn chủ động đứng ra. Làm sao, coi thường thiên cầu địch giết nhẫn thuật sao? Cũng không nói gì bất luận cái gì một câu nói, ám sát lại bắt đầu, vèo một tiếng, chỗ tối một cây mũi tên nhọn bay tới, hướng phía Giang Sách cổ bay tới. Nhưng mà, Giang Sách nhìn cũng không nhìn, cái cổ chỉ là hơi chút đi phía trước sai lệch dưới,
cái kia mũi tên nhọn liền xoa ra bay đi. Không bị thương chút nào. Giang Sách đối với mũi tên nhọn bay tới phương hướng cùng tốc độ, rõ như lòng bàn tay. Hắn nói rằng, ta biết, trước mắt cái này nhân loại vẻn vẹn chỉ là huyễn ảnh của ngươi, là ngươi sử thủ thuật che mắt, chân chính ngươi một mực núp trong bóng tối. Ngươi muốn tìm ra ta kẽ hở, một đao giết chết ta cho ngươi biết, ngươi làm không được. Giang Sách đem khí cho tản ra ngoài, bao phủ ở rồi chu vi 10 thước khoảng cách. Làm hắn kinh ngạc chính là, dù vậy cũng không thể phát hiện thiên cầu tung tích. Không thể không bội phục thiên cầu thực lực, đã đem tiềm hành tu luyện đến như vậy hỏa hậu, ngay cả Giang Sách khí đều không cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Nhật Bản nhẫn thuật phát triển nhiều năm như vậy, một mực tu chỉnh, tiến bộ. Nếu như đơn giản như vậy đã bị phát hiện, vậy còn sao được ám sát những đại nhân vật kia? Giang Sách khí, mất hiệu lực. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở Giang Sách phía sau, một đao đâm về Giang Sách eo, vị trí này là phi thường lúng túng, nửa vời, vừa lúc ở thân thể người vị trí chính giữa, là khó khăn nhất tránh né vị trí. Nhưng mà Giang Sách trước tiên liền xoay người, một cái liền đem dao găm cho đẩy ra. Thân ảnh kia hiển nhiên không nghĩ tới Giang Sách phản ứng nhanh chóng như vậy, nhanh lên lắc mình lần nữa tiến vào trong bóng tối, thiếu chút nữa đã bị Giang Sách cho bắt được. Tuy là Giang Sách khí không còn cách nào phát hiện đối thủ, thế nhưng, cùng ngày cầu tới gần Giang Sách thời điểm, na sát ý nồng nặc biết bại lộ vị trí của hắn. Thiên cầu cùng cửu vĩ bất đồng. Cửu vĩ là một bệnh tâm thần, ám sát thời điểm không có sát ý, nhưng thiên cầu là bình thường người. Cùng ngày cậu muốn giết người thời điểm, sát ý kia sẽ phi thường nồng nặc. Bằng vào điểm này, Giang Sách là có thể vững vàng nắm chặt thiên cầu vị trí. Cho nên bây giờ rất lúng túng. Chỉ cần thiên cầu không chủ động xuất kích, Giang Sách liền không còn cách nào phát hiện thiên cầu vị trí, bởi vì tiếng địch quấy rầy phối hợp thiên cầu tiềm hành, thực sự thiên y vô phùng. Nhưng thiên cầu muốn giết chết Giang Sách cũng làm không được, hơi chút dựa vào một chút gần. Cũng sẽ bị Giang Sách phát hiện. Đừng nói giết chết Giang Sách rồi, hơi chút phản ứng chậm nửa nhịp, cũng sẽ bị Giang Sách bắt lại, hoàn thành giết ngược. Hai người, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cục diện bế tắc, VIP phòng nghỉ ba người cũng nhìn rất lo lắng, cán cân nghiêng vỗ bắp đùi nói rằng, người này cũng không làm gì được người kia, nếu ta nói, thẳng thắn cờ hòa quên đi. Cờ hòa, như thế nào khả năng đâu? Đang ở Giang Sách cùng thiên cầu hình thành cục diện bế tắc, đều không làm gì được đối phương thời điểm, bỗng nhiên, Giang Sách nói mũi nghe nghe, phát hiện trong không khí tràn ngập một vô cùng nhạt vị thuốc đông y. Người bình thường là ngửi không thấy, chỉ có Giang Sách như vậy y thuật tinh xảo người mới có thể nghe được. Ở ngửi được thuốc này vị sau đó, Giang Sách não hải rất nhanh bay lột, nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn đưa hai tay ra làm một tạm ngừng thủ thế, nói rằng, mệt mỏi. Trở về uống miếng nước, như thế này trở lại đánh với ngươi. Nói xong hắn liền xoay người trở về y viện. Thiên cầu chỉ có thể dương mắt nhìn. Không có biện pháp, hắn là thật không dám tới gần, rất sợ đây là Giang Sách dụ địch xâm nhập quỷ kế. Vậy cũng chỉ có thể, các loại A. Giang Sách về tới y viện sau đó, trực tiếp đi dược liệu gửi điểm, bắt đầu chọn, phối trí tễ thuốc, cái chuôi này vài người khác đều nhìn có điểm mộng. Chưa nghe nói qua đánh lộn đánh tới phân nửa chạy đến chuẩn bị thuốc A. Cái này cũng không phải là chơi game, người bị thương chạy về ra mua chút thuốc uống một cái hồi huyết, sau đó tiếp tục lại đi đánh. Hiện thực chiến đấu còn có thể chơi như vậy sao? Mặc dù có rất nhiều khó hiểu, nhưng công đằng lương giới mấy người bọn hắn hay là đối với Giang Sách bảo trì nguyên vẹn tín nhiệm, chưa từng có hỏi hắn đến tột cùng muốn làm gì. Cũng liền hơn 10 phút thời gian. Giang Sách hoàn thành hắn muốn làm gì đó. Ok, cái này tin tưởng có thể phá giải thiên cầu địch giết nhẫn thuật rồi. Giang Sách có vẻ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Công đằng lương giới hiếu kỳ hỏi, người phải dựa vào cái này một chai thuốc là có thể đối phó thiên cầu. Nghe có điểm xả đạm ý tứ. Giang Sách cười quỷ dị cười, nói rằng, dựa vào ta một chai thuốc đương nhiên là không được, cần phải có người hỗ trợ mới có thể đối phó thiên cầu. Ai giúp vội vàng? Người kia, đã hỗ trợ. Giang Sách lời nói khiến người ta nghe mơ mơ hồ hồ, cũng không biết hắn đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì. Thì có một loại đã có người trước giờ trợ giúp Giang Sách đối phó thiên cầu cảm giác.
Thế nhưng trừ bọn họ ra vài cái, còn ai vào đây muốn đối phó Thiên Cẩu rồi? Đang lúc mọi người nghi hoặc trong, Giang Sách cầm bình thuốc đi ra ngoài, đi thẳng tới cửa chính bệnh viện, nhìn vậy còn ở thổi cây sáo Thiên Cẩu, nói rằng ta nghỉ khỏe, tinh thần sự dư thừa. Để cho công bằng, người cần không muốn cần nghỉ ngơi một hồi tiếp theo đánh. Thiên Cẩu một câu nói chưa nói, vẫn ở chỗ cũ thổi cây sáo. Xem cái dạng này, đó là không có gì hay nghỉ ngơi. Giang Sách khẽ lắc đầu một cái, ok, ta đây sẽ không khách khí, tiếp ta đây nhất chiêu. Trong giọng nói, tay hắn cầm bình thuốc giơ lên thật cao, đập ầm ầm dưới. Trong nháy mắt, bình thuốc đã bị đập phấn nát bấy. Theo sát mà liền thấy bình thuốc trong phiêu tán ra một đại đoàn nhàn nhạt yên vụ, đồng thời có chứa gai mũi tính mùi, toàn bộ cửa chính toàn bộ đều bị bao phủ ở tại bên trong, bao quát Giang Sách ở bên trong. Làm cái gì vậy? Công Đằng Lương Giới nhìn vẻ mặt mộng bức, chẳng lẽ Giang Sách muốn cùng Thiên Cẩu đến cái đồng quy vô tận? Không giống. Giang Sách không phải làm chuyện đó nhân. Mấy người bọn hắn tiếp tục xem, chờ mong đến tiếp sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Nhưng mà, yên vụ rất nhanh thì lắng đọng xuống dưới, không có gì cả phát sinh, cảm giác kia giống như là nhấc lên một tầng cát đất, từ từ cát đất hạ xuống sau đó thì không có sao. Giang Sách dược vật tác dụng, căn bản cũng không có hiển hiện ra. Tràng diện một lần lại trở về phía trước cục diện, Giang Sách cùng Thiên Cẩu người này cũng không làm gì được người kia, hình thành cục diện bế tắc. Một cái làm đứng bất động, một cái yên lặng thổi cây sáo. Còn như vậy hao tổn nữa, đến khi hừng đông hai người bọn họ cũng chia không ra thắng bại a. Mọi người ở đây đều có chút xấu hổ, suy nghĩ làm như thế nào phá cuộc thời điểm, đột nhiên, tiếng địch đình chỉ, na thổi cây sáo Thiên Cẩu từ từ hóa thành tàn ảnh tiêu thất. Tự sụp đổ. Còn là nói Thiên Cẩu cảm thấy không có đánh bại Giang Sách có khả năng, vì vậy liền chủ động rời khỏi, đợi về sau có cơ hội tái hành động. Bất kể là loại nào tình huống. Chỉ ít Giang Sách hiện tại xem như là an toàn. Đang ở Công Đằng Lương Giới cho rằng Thiên Cẩu cứ vậy rời đi thời điểm, hết ý tình trạng xảy ra, trong góc đột nhiên truyền tới một hồi tiếng ho khan. Mọi người theo ho khan thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một gã tay cầm cây sáo, mang mặt nạ nam tử quỳ một chân trên đất, miệng phun tiên huyết. Người nọ chính là Thiên Cẩu. Thì ra tàn ảnh tiêu thất không phải Thiên Cẩu dự định buông tha, mà là hắn bị thương. Không còn cách nào tiếp tục phát huy ra địch giết uy lực. Có thể tất cả mọi người không rõ, vì sao Thiên Cẩu biết thụ thương. Hơn nữa nhìn Thiên Cẩu thương thế nặng vô cùng, ngay cả cũng đứng bất ổn, trực tiếp cả người nằm trên đất, cây sáo cũng lăn xuống đến rồi một bên. Hắn phun ra một hớp lớn máu đen, tức giận nói rằng, ngươi dụng độc. Công Đằng Lương Giới mới chợt hiểu ra, nói rằng, thì ra mới vừa dược vật là độc a. Bất quá. Chúng ta cũng đều nghe thấy được a, tại sao không có chúng độc? Quả thực, Giang Sách, Công Đằng Lương Giới, Đôi Ngư, Cán Cân Nghiêng mấy người bọn hắn toàn bộ đều cùng Thiên Cẩu giống nhau, bị dược vật kia tứ tán đi ra yên vụ gói, đồng thời hấp thu, thế nhưng bọn họ lại không sự tình. Là thể chất duyên cớ, hay là bọn hắn ngay từ đầu liền phục dụng giải dược? Ngoại trừ Giang Sách không người nào có thể biết. Giang Sách nhìn về phía tức giận Thiên Cẩu. Từ Tốn nói, đúng là dùng độc rồi, bất quá, cũng không phải là ta dùng độc, mà là trong cơ thể của ngươi ngay từ đầu cũng đã có độc tố, chỉ bất quá ta lợi dụng dược vật đem nó cho dẫn phát rồi đi ra mà thôi. Ân, lời này nói như thế nào? Thiên Cẩu bao quát những người khác đều không rõ, cái gì gọi là ngay từ đầu thì có độc ở trong người. Giang Sách giải thích, ở vừa mới giao thủ trong quá trình, ta phát hiện trong cơ thể của ngươi cất giấu một loại độc. Loại độc chất này được gọi là ba ngày tuyệt, sau khi uống sẽ ở ngày thứ ba bỏ mạng. Người bình thường không phát hiện được mình là hay không trúng độc, nhưng ta đã từng đối với đại lượng độc dược tiến hành qua nghiên cứu phân tích, cái này ba ngày tuyệt đặc tính, mùi ta đều rõ như lòng bàn tay. Cho nên ta vừa mới sử dụng một ít thủ đoạn, lợi dụng một ít dược vật đưa ngươi trong cơ thể ba ngày tuyệt dẫn ra ngoài, lúc đầu ngày thứ ba mới có thể độc phát, ta đem độc tố trước giờ dẫn ra sau đó. Để cho ngươi hiện tại liền độc phát rồi. Cho nên, cũng không phải là ta đối với ngươi hạ độc, mà là ngay từ đầu đã có người cho ngươi hạ độc, ta chỉ là ở người kia trên căn bản tiến hành công kích mà thôi. Nói nhiều một câu, cái này ba ngày tuyệt là Nhật Bản đặc sản, là ai hạ độc,
ta nghĩ ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ. Nghe xong Giang Sách lời nói, Thiên Cẩu vừa sợ vừa khí. Hắn đương nhiên biết là ai hạ độc. Ngoại trừ Sơn Bản Nhất Hùng ở ngoài còn có thể là ai? Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, cuối cùng một chén kia đoạn tình trà, cắt không chỉ là tình, càng là muốn gãy tiễn Thiên Cẩu mệnh. Thiên Cẩu cùng Sơn Bản Nhất Hùng trong lúc đó có ước định, biết trợ giúp đối phương hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ trở mặt thành thù. Lúc này đây Thiên Cẩu tới giết Giang Sách, chính là muốn hoàn thành na nhiệm vụ thứ 3. Nếu như nhiệm vụ thất bại, Thiên Cẩu bị Giang Sách giết, na không có gì để nói. Chỉ khi nào Thiên Cẩu chiến thắng, đem Giang Sách giết chết, như vậy thì bằng Thiên Cẩu thay thế Giang Sách vị trí, đứng ở Sơn Bản Nhất Hùng đối lập mặt. Đối với địch nhân, đó là nhất định phải giết chết. Cho nên Sơn Bản Nhất Hùng mới có thể cho Thiên Cẩu hạ độc. Kể từ đó, mặc kệ ngươi Thiên Cẩu hoàn thành hay không nhiệm vụ, đều khó khăn thoát khỏi cái chết. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ, vậy hãy cùng Giang Sách cùng chết rơi, đối với Sơn Bản Nhất Hùng mà nói là kết quả tốt nhất, nếu như nhiệm vụ thất bại, ngày đó cậu cũng không có cần phải sống, Sơn Bản Nhất Hùng cũng không thua thiệt. Cái này 3 ngày tuyệt, thật là tuyệt. Chỉ là Sơn Bản Nhất Hùng thiên toán vạn toán không có tính tới chính là, Giang Sách ngoại trừ vũ lực giá trị cường đại ở ngoài, vẫn là một gã xuất sắc bác sĩ, liếc mắt liền thấy rõ rồi Thiên Cẩu trong cơ thể 3 ngày tuyệt, đồng thời đem dẫn đi ra. Có thể nói, là Sơn Bản Nhất Hùng trợ giúp Giang Sách đánh bại Thiên Cẩu. Nếu như không phải 3 ngày tuyệt, Giang Sách trong khoảng thời gian ngắn thật vẫn khó có thể bắt Thiên Cẩu, thật là không tưởng được trợ lực a. Thiên Cẩu cũng nhìn không được nữa rồi, một hơi thở không có chậm lại tới, té xỉu xuống phía dưới. Nhìn nằm trên đất Thiên Cẩu, Giang Sách tự giễu nói, thật đúng là một cái đối thủ khó dây dưa, nếu như không phải có người tương trợ nói, thực sự không biết nên kết thúc như thế nào. Đem hắn mang lên trên giường bệnh. Đôi ngư lập tức làm cho 2 gã thủ hạ qua đây, dùng cáng cứu thương đem Thiên Cẩu cho mang rồi phòng bệnh, đặt ở trên giường bệnh. Cần dùng còng tay đem hắn khóa sao? Đôi ngư hỏi. Giang Sách lắc đầu. Liền Thiên Cẩu bây giờ tình trạng, căn bản không cần dùng còng tay, bởi vì hắn căn bản cũng không khả năng tỉnh qua đây. Đừng nói đã tỉnh lại, còn có thể sống bao lâu đều là chuyện gì xảy ra. Công Đằng Lương giới đi tới nói rằng, 3 ngày tuyệt, đó là y hạ nhất phái độc dược, xem ra là Sơn Bản Nhất Hùng muốn hại chết Thiên Cẩu. Đó là tự nhiên. Mặc kệ cuộc chiến đấu này kết quả cuối cùng là dạng gì, ngược lại Thiên Cẩu là khẳng định không thể lưu. Hắn, còn có thể sống sao? Công Đằng Lương giới kỳ thực thật đáng thương Thiên Cẩu. Giang Sách một bên thay Bạch Đại Quái vừa nói, ở ngay từ đầu chiến đấu trước ta cũng đã nói qua, không thể nào biết để hắn chết, yên tâm đi, cái này nhân loại ta nhất định là phải cứu sống. Nếu Giang Sách đều nói như vậy, vậy khẳng định là có tương ứng năng lực. Chỉ thấy Giang Sách dùng biển thước thần châm nhìn trời cẩu một phen thao tác, đem Thiên Cẩu độc trong người làm cho một điểm điểm bước ra, sau đó sẽ dùng dược vật trợ Thiên Cẩu phục hồi như cũ. Cũng liền hơn 40 phút, nguyên bản yểm yểm nhất tức Thiên Cẩu tỉnh lại. Ngạch a, Thiên Cẩu nhu liễu nhu đầu của mình, cảm thấy một hồi đau đớn. Hắn trợn mắt vừa nhìn, phát hiện mình nằm trên giường bệnh, lập tức tung người một cái cùng Giang Sách bọn họ giữ một khoảng cách. Toàn thân tràn ngập sát khí. Công Đằng Lương giới chủ động nói rằng, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Nếu như muốn giết chính là ngươi nói, liền căn bản sẽ không cứu ngươi rồi. Thiên Cẩu chân mày nhíu chặt. Những lời này cũng không phải giả, nếu cứu, vậy sẽ không giết. Thế nhưng, trên đời này không có bữa trưa miễn phí, nào có vô duyên vô cớ cứu người. Thiên Cẩu hỏi, các ngươi muốn có được cái gì? Giang Sách hồi đáp, cái gì cũng không cần. Vậy tại sao cứu ta? Đồng tình. Hai cái phi thường giản dị không màu mè chữ, Giang Sách nói cũng tương đương đơn giản, thế nhưng truyền vào Thiên Cẩu trong tai, lại có một loại không rõ lòng chua xót. Đồng tình. Đã thật lâu không ai đồng tình Thiên Cẩu rồi. Hồ Thiên Cẩu buông xuống đề phòng, chủ động nói rằng, ta là phụng mệnh tới giết ngươi, nếu hành động thất bại, như vậy ngươi liền giết chết ta đi. Giang Sách nở nụ cười, nếu như muốn giết chết lời của ngươi, ta cần gì phải làm điều thừa cứu ngươi. Ngươi nhiệm vụ thất bại, không có quan hệ gì với ta, hiện tại ngươi có thể đi. Có thể đi,
Thiên Cẩu cảm thấy ngoài ý muốn. Thực sự cái gì cũng không muốn, có thể đi như vậy rồi. Thiên Cẩu thật vẫn không có thiếu qua người khác người lớn như vậy tình, nói thật ra, trong lòng hắn rất là băn khoăn. Lúc này, Công Đằng Lương Giới nói rằng, làm sao, cảm thấy khó chịu. Nếu không ngươi đã giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Giết Sơn Bản Nhất Hùng. Nghe được cái này yêu cầu, Sơn Bản Nhất Hùng nắm đấm nắm lại, kỳ thực không cần Công Đằng Lương Giới đặc biệt cường điệu, Thiên Cẩu cũng sẽ làm như thế. Là Sơn Bản Nhất Hùng cho mình uống xong 3 ngày tuyệt. Càng là Sơn Bản Nhất Hùng tự tay sát hại chính mình yêu mến nhất nữ hài. Thù mới hận cũ, nhất định coi là. Tốt, Thiên Cẩu đáp ứng một tiếng, xoay người liền muốn rời đi phòng bệnh. Công Đằng Lương Giới hô, các loại, nhiệm vụ này một mình ngươi làm không được. Ta, với ngươi hành động chung. Sơn Bản Nhất Hùng cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Bên ngoài vũ lực giá trị vẫn là tương đối kinh khủng, cộng thêm Thiên Cẩu thương thế mới khỏi, một mình đấu lời nói, phần thắng cực thấp. Nếu có Công Đằng Lương Giới liên thủ, na chiến thắng xác suất liền lớn hơn nhiều. Bất kể là Thiên Cẩu vẫn là Công Đằng Lương Giới, bọn họ đều có phải giết chết Sơn Bản Nhất Hùng lý do, bọn họ hợp tác, càng là tượng trưng cho y hạ cùng giáp hạ liên thủ. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Trước đây Sơn Bản Nhất Hùng đi đến giáp hạ. Mượn danh nghĩa chính là muốn cùng giáp hạ liên thủ, song phương đoàn kết lại. Ở đã trải qua một loạt ác tính sự kiện sau đó, không nghĩ tới chuyện này thực sự được như nguyện. Thiên Cẩu cùng Công Đằng Lương Giới, y hạ cùng giáp hạ, hai đại phe phái riêng mình muôn đời thiên tài, vì cùng chung một địch nhân rốt cục liên thủ. Thiên Cẩu quay đầu nhìn thoáng qua Công Đằng Lương Giới, lạnh lùng nói rằng, liên thủ có thể, chỉ là không muốn vướng chân vướng tay. Thật đúng là đủ thô bạo. Hai người cộng đồng ly khai y viện, hướng phía cạnh biển biệt thự phương hướng đi tới, khứ thủ Sơn Bản Nhất Hùng mệnh. Người này mệnh, có dễ dàng như vậy thu hoạch sao? Tất cả vẫn không thể biết. Sau một tiếng, Sơn Bản Nhất Hùng ngồi ở trên ghế salon, dùng khăn lau một lần lại một lần lau chùi thân đao, không bao lâu sau thì có hạ nhân qua đây nói rằng, bẩm báo tộc trưởng, đã xảy ra chuyện. Giang Sách lại phái người đưa tới hộp gấm. Cái gì? Lại đưa tới hộp gấm? Ý kia chính là mấy ngày liền cậu cũng thất bại. Bát Cách Nha Lộ câu chửi bên Nhật, Sơn Bản Nhất Hùng nhắc tới đao liền hướng bên ngoài đi, hắn tức giận không phải Thiên Cẩu chết, mà là sức sống Thiên Cẩu chưa hoàn thành nhiệm vụ liền chết. Dưới tay hắn ngũ đại người có khả năng, toàn bộ trận vong. Cái này Giang Sách rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể có bản lãnh lớn như vậy. Mặc dù là Sơn Bản Nhất Hùng bản thân cũng làm không được giết chết cái này ngũ đại người có khả năng. Hắn đi tới ngoài cửa, chứng kiến một người mặc trường bào nam tử, cúi đầu, tay nâng lấy một cái hộp gấm. Sơn Bản Nhất Hùng tức giận đi tới, tự tay mở hộp gấm ra. Làm hắn cảm thấy vạn phần kinh ngạc chính là, trong cái hộp gấm này mặt cư nhiên không có vật gì, là một cái hộp không. Cái nàng là ý gì? Giang Sách cùng chính mình đùa giỡn sao? Sơn Bản Nhất Hùng mắng, làm cái gì? Trêu chọc ta sao? Nam tử kia lúc này mới ngẩng đầu lên, nói rằng, không phải đùa giỡn ngươi, mà là muốn giết ngươi. Cái hộp gấm này không phải vì Thiên Cẩu chuẩn bị, mà là vì ngươi chuẩn bị, Sơn Bản Nhất Hùng. Sơn Bản Nhất Hùng lấy làm kinh hãi, làm sao nghe ngữ khí, khẩu âm quen thuộc như vậy đâu. Nhìn kỹ, mới phát hiện lúc này đứng ở trước mặt cũng không phải là người khác, đúng là mình tử địch Công Đằng Lương Giới. Ngươi là ta. Công Đằng Lương Giới đem trường bào xốc lên, lộ ra đao võ sĩ, trong nháy mắt rút ra. Sơn Bản Nhất Hùng không phải hời hợt hạng người, ngay lập tức sẽ cấp cho đáp lại, hai người đánh vào cùng nhau. Quyền sợ trẻ trung. Huống chi, Công Đằng Lương Giới đao thuật ở Nhật Bản nhẫn giới là người nổi bật. Hơn nữa Sơn Bản Nhất Hùng bản thân chột dạ, chỉ có qua mấy chiêu liền thua trận, trên cánh tay bị tìm một đạo, đau đớn không ngớt. Hắn biết không phải là Công Đằng Lương Giới đối thủ, tiếp tục đánh tiếp nhất định không có kết quả tốt. Coi như sử dụng một ít thủ đoạn thắng lợi, vậy khẳng định cũng phải cần trả giá tương đối lớn giá cao. Cân nhắc nhiều lần, kết quả tốt nhất chính là một cái chữ trốn. Kết quả là, đường đường nhất phái tộc trưởng, cư nhiên bị một cái hậu sinh vãn bối cho làm sợ, ở kéo dài khoảng cách sau đó lập tức chạy trốn, không chút nào ham chiến dự định. Công Đằng Lương Giới cười lạnh một tiếng,
cũng không có sốt ruột đuổi theo, bởi vì hắn biết Sơn Bản Nhất Hùng không có khả năng chạy thoát. Bởi vì phía trước còn có đáng sợ hơn tồn tại, đang chờ Sơn Bản Nhất Hùng xa lưới. Sơn Bản Nhất Hùng đối với mình tình cảnh hoàn toàn không có dự phán, chỉ lo chạy nhanh, thỉnh thoảng hướng phía sau nhìn, phát hiện Công Đằng Lương Giới cũng không có đuổi theo. Hắn thở phào nhẹ nhõm, dừng bước lại đỡ ven đường cây, từng ngụm thở dốc. Mệt chết ta! Thực sự là thấy quỷ rồi, cái này tình huống gì? Vì sao Công Đằng Lương Giới cái tên kia lại đột nhiên lao tới? Chẳng lẽ hắn cũng cùng Giang Sách hợp tác rồi? Đáng chết này đồ đạc, từ Nhật Bản thật xa một đường đuổi giết được Yến Thành, hắn thật là có lòng a. Đang ở Sơn Bản Nhất Hùng 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 hổ hổ thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, nghe được một hồi du dương tiếng địch. Cái này, Sơn Bản Nhất Hùng ngay lập tức sẽ đưa đao cho giơ lên, hắn đối với tiếng địch này có thể quá quen thuộc, đó không phải là người bình thường thổi tiếng địch, mà là thiên cầu thổi tiếng địch. Tiếng địch này, là dâng mạng tiếng địch. Thiên cầu. Là ngươi sao? Kỳ thực dư thừa có câu hỏi này, ngoại trừ thiên cầu còn có thể là ai đâu? Sơn Bản Nhất Hùng hiện tại đã biết rõ vì sao Công Đằng Lương Giới không có đuổi theo tới, không phải hắn không phải truy, mà là hắn biết nơi này có người sớm đã bầy bầy dập. Đang ở Sơn Bản Nhất Hùng suy nghĩ lung tung thời điểm, tiếng địch càng thêm lớn rồi. Một hồi tiếp lấy một hồi, tràn đầy sơ xác tiêu điều ý. Sơn Bản Nhất Hùng biết đây là y hạ nhất phái S cấp nhẫn thuật, lấy năng lực của hắn căn bản cũng không khả năng bài trừ rồi, mấu chốt nhất là, mặt sau này còn có một Công Đằng Lương Giới đang đuổi giết rồi. Làm sao bây giờ? Hắn làm ra một cái phi thường lớn mật động tác, cư nhiên trực tiếp đem đao cho cắm trên mặt đất, sau đó phù phù một tiếng quỳ xuống, cuống quýt dập đầu. Phải biết rằng, Sơn Bản Nhất Hùng đối với thiên cầu mà nói, là có thêm to lớn ân tình. Là Sơn Bản Nhất Hùng giáo thiên cầu nhẫn thuật, là Sơn Bản Nhất Hùng đem thiên cầu nuôi nấng lớn lên, hắn coi như là thiên cầu nửa phụ thân, hiện tại cư nhiên sau đó quỵ dập đầu, đây là khó có thể tưởng tượng sự tình. Quả nhiên, sơ xác tiêu điều ý tiêu tán hơn phân nửa. Tiếng địch đình chỉ, thiên cầu nắm cây sáo đứng ở Sơn Bản Nhất Hùng đối diện. Nhìn ra được, thiên cầu vô cùng quấn quýt. Tuy nói ân tình đã hoàn lại. Nhưng dù sao Sơn Bản Nhất Hùng trợ giúp qua chính mình nhiều như vậy, thật có thể nhẫn tâm thống hạ sát thủ sao? Nhưng nếu như không hạ sát thủ, trước đây chết thảm cô gái kia thù, thì làm sao báo? Do dự chung, vừa lúc đó, Sơn Bản Nhất Hùng phát giác thiên cầu kẽ hở, tung người một cái xông tới, giơ đao chém liền. Thổi phù một tiếng, đao trực tiếp liền đem thiên cầu cho chặt thành hai nửa. Hắn nở nụ cười. Cười ha ha. Ngu ngốc đồ đạc, nhẫn thuật lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Còn chưa phải là chết ở trên tay của ta. Thiên cầu a thiên cầu, ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Tất cả đồng tình, đổi lấy chỉ là tử vong. Sai rồi. Không đợi Sơn Bản Nhất Hùng vui vẻ bao lâu, liền thấy trước mắt thiên cầu phát sanh biến hóa, bị chặt cắt hai nửa thân thể cũng không có trực tiếp rồi ngã xuống, mà là biến thành yên vụ, từ từ phiêu tán đi ra ngoài. Tiếng địch. Lại vang lên. Thì ra đầy đủ mọi thứ đều là giả, thiên cầu từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đã tin tưởng Sơn Bản Nhất Hùng. Nhiều năm như vậy ở chung, thiên cầu đối với Sơn Bản Nhất Hùng lý giải thật sự là nhiều lắm, biết đây là một cái hạng người gì, biết hắn biết làm cái gì. Cho nên, thiên cầu căn bản không có nghĩ tới Sơn Bản Nhất Hùng biết nói áy náy, sẽ hối hận. Quỳ xuống, chỉ là vì ám sát làm chuẩn bị mà thôi. Hắn đem Sơn Bản Nhất Hùng nhìn quá chuẩn rồi. Cái này khiến Sơn Bản Nhất Hùng là triệt để không có đường lui, hắn khẩn trương nhìn bốn phía, không biết thiên cầu biết từ chỗ nào ra chiêu. Liền xuống quỷ cầu xin tha thứ đều không hữu dụng. Hắn nắm đao, toàn thân khẩn trương run run. Đồng thời càng làm cho hắn tuyệt vọng là, lúc này Công Đằng Lương Giới cũng đã tới hiện trường, đem hắn đường lui chặn lại. Sơn Bản Nhất Hùng, đường đi của ngươi chấm dứt. Ác giả ác báo. Người tàn hại vô tội, ngày hôm nay, người mơ tưởng sống ly khai. Công Đằng Lương Giới tay nắm cửa đặt ở trên chuôi đao, khom lưng, làm ra công kích chuẩn bị. Sơn Bản Nhất Hùng đã phải đối mặt Công Đằng Lương Giới, lại muốn đề phòng thiên cầu công kích, có thể nói, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng sống sót. Không đợi hắn nghĩ kỹ làm như thế nào ứng đối cục diện này, đột nhiên,
hai bóng người hướng hắn cuộn sạch đi. Một trước một sau, Công Đằng Lương Giới cùng Thiên Cẩu, đồng thời ra chiêu. Rút đao thuật, địch giết. Hai thanh đao, đồng thời cắm vào Sơn Bản Nhất Hùng thân thể, một cây đao từ bụng của hắn xuyên vào, một cây đao từ phía sau lưng của hắn xuyên qua. Công Đằng Lương Giới cùng Thiên Cẩu, hai cái này bị Sơn Bản Nhất Hùng thật sâu tổn thương qua trẻ tuổi người, rốt cục báo thù. Sơn Bản Nhất Hùng triệt để chết. Phần tử xấu, chung quy chiếm được nên được kết cục. Công Đằng Lương Giới thu hồi đao, nhìn về phía Thiên Cẩu, hỏi, theo ta cùng nhau trở về Nhật Bản sao? Thiên Cẩu xoay người, không nói câu nào, chỉ là phất phất tay biểu thị nói lời từ biệt, sớm đã thành thói quen một người hắn, sẽ không theo bất luận kẻ nào thông lộ. Nhưng cái này một phần phất tay chào từ giả, ít nhất nói rõ hắn đối với Công Đằng Lương Giới tán thành. Giáp Hạ cùng Y Hạ, rốt cục vẫn phải thu hoạch một phần hữu nghị. Thực tiệm thuốc. Giang Sách làm tràn đầy một bàn đồ ăn, đặc biệt cho Công Đằng Lương Giới cùng với nữ nhi của hắn tiệc tiễn đưa. Đại thù được báo, Công Đằng Lương Giới không cần phải. Tiếp tục lưu lại nơi đây. Giang Sách cứu Công Đằng Lương Giới, Công Đằng Lương Giới cũng trợ giúp Giang Sách từ này Y Hạ ninja trong tay còn sống sót, hai người bọn họ có thể nói là lẫn nhau thành toàn đối phương. Như vậy, liền không ai nợ ai rồi. Công Đằng Lương Giới giơ ly rượu lên, cho Giang Sách đối ẩm. Hôm nay từ biệt, không biết ngày nào tái kiến. Tuy là cũng chỉ có mấy ngày ở chung, nhưng Giang Sách đối với Công Đằng Lương Giới yêu thích tình giật phu ngôn biểu. Công Đằng Lương Giới khẽ cười một tiếng, nói rằng, sẽ có cơ hội. Ta trở lại Nhật Bản sau đó biết trọng chỉnh Giáp Hạ Nhất Phái, ngươi tùy thời có thể đi Nhật Bản tìm ta. Ta cũng lúc nào cũng có thể sẽ chúc mừng ngươi đến. Đến lúc đó, để ta tới vì ngươi nấu ăn, không nói gạt ngươi, kỳ thực trù nghệ của ta cũng là tương đối không sai. Hai người nhìn nhau cười, cũng ly chè chén. Bữa cơm này, ước chừng ăn hơn 2 giờ, giữa hai người đầy vẻ không muốn. Cuối cùng Công Đằng Lương Giới vẫn là đứng dậy rời đi, Giang Sách vẫn tiễn, thẳng đến thấy na máy bay cất cánh, chỉ có lưu luyến không rời trở về. Đi về trên đường, đôi ngư nói rằng, Sơn Bản Nhất Hùng là long thủ bọn họ mời tới, hiện tại người đã chết, Sơn Bản Nhất Hùng sợ là sẽ phải chấp hành bước kế tiếp kế hoạch A. Giang Sách nói rằng, bọn họ đã bắt đầu thi hành, nói đúng ra, là Long Lân đã bắt đầu thi hành. Trước không muốn trở về, đi xem đi Giang Tâm Châu. Là, mặc dù không rõ bạch vì sao Giang Sách muốn đi Giang Tâm Châu, nhưng nếu hắn nói như vậy, nhất định có đạo lý riêng. Kỳ thực Giang Sách đã từ Tương Huân bên kia thu hoạch đến rồi mới nhất tin tức, Long Lân bởi vì lần lượt thất bại, tương đương bất mãn, cõng Long Thủ lựa chọn kế hoạch. Lúc này đây đi trước Giang Tâm Châu, chính là muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Phải trừ hết Long Thủ, phải trước tiên đem Long Lân cái này trợ lực giải quyết rơi. Giang Tâm Châu, xuất phát. Giang Tâm Châu, là một cái so sánh tồn tại đặc thù, nó tuy là thuộc về Yến Thành. Nhưng cũng không cùng Yến Thành thông thẳng với, mà là bị Trường Giang cho tách ra, ở giữa từ sang sông đường hầm tương thông. Nơi đây ở, toàn bộ đều là phú hào. Trong đó làm người khác chú ý nhất chính là Giang Tâm Châu Bách Hoa Hủy. Ở Giang Tâm Châu có đại lượng vườn hoa, mỗi một năm hết Tết đến cũng biết tổ chức ngắm hoa tiết, ở chỗ này có thể chứng kiến đại lượng đóa hoa xinh đẹp. Đương nhiên, Giang Sách bọn họ hôm nay tới mục đích không phải là vì ngắm hoa, mà là vì một loại đặc thù đóa hoa thiếu cây mẫu đơn. Mấy ngày nữa chính là ngày quốc tế thiếu nhi, Giang Sách bọn họ thực tiệm thuốc muốn tổ chức một cái miễn phí thưởng thức hoạt động tới mời chào khách hàng, làm cho hài tử ăn cao hứng, cũng liền làm cho hài tử phụ mẫu vui vẻ. Trong đó có rất nhiều đồ ăn, đều cần dùng thiếu cây mẫu đơn. Loại hoa này đã có thể làm bài biện, đẹp vô cùng, có thể trải qua gia công tiến hành dùng ăn, vị cũng không tệ lắm. Bất quá thiếu mẫu đơn dự trữ rất thưa thớt, cần trước giờ mua. Lúc đầu đây chỉ là thực tiệm thuốc cử hành một lần thông thường hoạt động, kỳ thực cùng Giang Sách bản thân không có gì quá lớn quan hệ, thế nhưng chuyện này bị Long Lân đã biết, đồng thời chế định nhằm vào Giang Sách kế hoạch. Căn cứ Tương Huân bên kia lấy được tình báo, Long Lân thực sự chịu không nổi Long Thủ Ma Kỷ, khi biết ngày quốc tế thiếu nhi miễn phí thưởng thức hoạt động sau đó, liền định đối với Giang Sách hạ thủ. Sở áp dụng thủ đoạn cũng rất đơn giản,
chính là dùng cùng thiếu cây mẫu đơn rất tương tự mây cây mẫu đơn để thay thế, chế tác thức ăn. Bất đồng chính là, mây cây mẫu đơn đây chính là có chứa độc tố. Lưỡng chủng cây mẫu đơn dáng dấp tuy là rất tương tự, nhưng một loại có độc một loại không độc, căn bản cũng không có thể hỗn dùng. Một khi bị Long Lân cho chấp hành kế hoạch thành công, đến lúc đó Giang Sách cá nhân danh dự bị hao tổn chuyện nhỏ, rất nhiều hài tử vô tội, gia trưởng bị thương tổn nhận việc lớn. Vì thế, Giang Sách muốn cướp ở Long Lân động thủ trước một bước đi tới Giang Tâm Châu, đem thiếu mẫu đơn nguồn cung cấp giải quyết, sợ bị Long Lân đánh cháo. Xuyên qua thật dài sang sông đường hầm, bọn họ rốt cuộc đã tới Giang Tâm Châu Bách Hoa Hủy. Dưới sự hướng dẫn của Phục Phụ Sinh, Giang Sách, đôi ngư đi tới một mảng lớn thiếu cây mẫu đơn trước mặt, phóng tầm mắt nhìn tới, đỏ rực một mảnh, trông rất đẹp mắt. Mảnh này vườn hoa chủ nhân Dương Dân chỉ cùng Giang Sách nắm tay, mỉm cười nói, Giang tiên sinh, ngài muốn mua đồ ăn ta thiếu cây mẫu đơn, trực tiếp phái người qua đây là được rồi, hà tất tự mình qua đây một chuyến. Giang Sách nói rằng, có một số việc giao cho người khác đi làm lo lắng, vẫn phải là tự mình đến xử lý. Hắn nhìn mảng lớn thiếu cây mẫu đơn, nói rằng, mảnh này cây mẫu đơn, thực sự là đẹp. Dương Dân chỉ cười ha ha, đó là tự nhiên. Không nói dối ngài, toàn bộ Giang Tâm Châu, không phải, là cả Yến Thành đều tìm không ra nhà thứ hai có thể có lớn như vậy mảnh nhỏ thiếu mẫu đơn. Toàn bộ Yến Thành, đó là duy nhất cái này một phần. Ngài lần này cần tổ chức miễn phí thưởng thức hoạt động, mua đồ ăn nhà của chúng ta thiếu cây mẫu đơn làm nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu, đó là lại không quá thích hợp. Ân, Giang Sách lại hỏi, nghe nói còn có một loại cùng thiếu cây mẫu đơn dáng dấp rất tương tự cây mẫu đơn, là mây cây mẫu đơn. Dương Dân chỉ gật đầu, đúng vậy, lưỡng chủng hoa rất tương tự, không phải tỉ mỉ đi xem, căn bản là không phân biệt được. Bất quá, mây cây mẫu đơn đây chính là có độc. Không thể dùng ăn, chỉ có thể làm quan thưởng tính đóa hoa. Có thể mang ta đi nhìn sao? Giang Sách hỏi. Đương nhiên, mời tới bên này. Dương Dân chỉ mang theo Giang Sách đi vào quan sát mây cây mẫu đơn, vừa nhìn mới phát hiện, không nói giả. Cái này mây cây mẫu đơn cùng thiếu cây mẫu đơn dáng dấp thực sự quá tương tự. Mặc dù người đem lưỡng chủng hoa đặt chung một chỗ quan sát, cũng rất khó phân biệt ra ai là ai. Một ngày ăn lầm, đó là sẽ trúng độc. Giang Sách thở ra một hơi dài, trong lòng âm thầm nói rằng, may mà đến đây quan sát, nếu như cái gì cũng không biết lời nói, thật có khả năng bị Long Lân cho âm thầm ra hại. Sau đó, Giang Sách nói ra hắn chuyến này mục đích thực sự. Hoa của ngươi, ta đều muốn. Dương Dân chỉ vui mừng quá đỗi, đây chính là một số lớn thu nhập a. Tiếu cây mẫu đơn, ngài muốn hết rồi. Không riêng gì thiếu cây mẫu đơn, còn có mây cây mẫu đơn. A hát, Dương Dân chỉ thật là vui, quá khứ nhiều như vậy hoa, cần tiêu hao hơn mấy tháng thời gian mới có thể bán rơi, không nghĩ tới hôm nay ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ liền toàn bộ bị Giang Sách bắt. Vẫn chưa xong. Giang Sách tiếp tục nói, ta không riêng muốn hoa của ngươi, ngươi còn phải hoa viên, ngươi quyền kinh doanh, ta tất cả đều muốn. Ngạch, Dương Dân chỉ có chút xấu hổ. Hắn cũng không làm xong thất nghiệp dự định a. Hắn mặt lộ vẻ khó xử, Giang tiên sinh, ngài làm cái gì vậy a? Ngài cảm thấy hoa của ta tốt, hàng năm đến mua đều được, có cần phải đem ta hoa viên đều mua đi sao? Giang Sách cũng không nói lý do, trực tiếp giơ lên một đầu ngón tay, 10 triệu, bán hay không? Đây chính là một cái tương đương cám dỗ chữ số. Cái này một mảng lớn hoa viên kỳ thực tổng giá trị cũng liền ở 6,7 triệu bộ dạng, có thể có người hoa 10 triệu tới mua đồ ăn, đã rất kiếm. Có thể Dương Dân chỉ vẫn có chút luyến tiếc. Giang Sách lại giơ lên một ngón tay, 20 triệu. Giang tiên sinh, ngài đây không phải là ép buộc. 30 triệu. Bán, Dương Dân chỉ trên mặt thống khổ trong nháy mắt liền biến mất, nói đùa, 30 triệu còn không bán. Một phần vạn Giang Sách hối hận làm sao bây giờ? Đây chính là một cái hoàn toàn hơn giá chữ số. Giang Sách tiếp tục nói, ok, từ giờ trở đi mảnh này hoa viên là thuộc về ta, bất quá ta không hiểu trồng hoa, về sau còn cần ngươi tới giúp ta xử lý. Xử lý phí, ta sẽ dựa theo thị trường giá cao nhất trả cho ngươi. Cảm tạ, Dương Dân chỉ sướng đến phát rồ rồi, đã kiếm tiền lại không mất đi công tác, còn không dùng gánh chịu phiêu lưu.
cái này chuyện tốt đi đâu mà tìm. Rất nhanh, Giang Sách liền cùng Dương Dân Trì làm xong tất cả thủ tục. Từ giờ trở đi, mảnh này hoa viên chính là thuộc về Giang Sách rồi. Bất quá Giang Sách cũng không có đem chuyện này tuyên truyền ra, đối ngoại, còn là nói Dương Dân Trì là mảnh này vườn hoa chủ nhân. Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, bước tiếp theo, chính là đợi Long Lân chính mình hướng bên trong nhảy. Đang ở Giang Sách chân trước mới vừa rời đi, chân sau Long Lân liền mang theo người tới. Nàng nhìn thấy cả vườn chết tiếu cây mẫu đơn còn không có bị mua đi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liền sợ Giang Sách biết trước giờ một bước qua đây mua đồ ăn, như vậy chính mình cũng không có biện pháp ra hại Giang Sách rồi. Nàng cũng không lời nói nhảm, trực tiếp nói giá cao đem tất cả tiếu cây mẫu đơn, mấy cây mẫu đơn đều cho mua đồ ăn đi. Dương Dân chỉ trực tiếp bán, không chút do dự, bởi vì Giang Sách trước lúc ly khai đặc biệt dặn dò qua, chỉ cần Long Lân đến mua. Mặc kệ giá cả gì, trực tiếp bán. Dương Dân Chỉ đã không phải là chủ nhân nơi này, đương nhiên chợt nghe Giang Sách. Bất quá, đang bán trong quá trình Dương Dân Chỉ dựa theo Giang Sách nói, khiến cho cái hư, cố ý đem lưỡng chủng hoa cho nói ngược. Tiếu cây mẫu đơn nói thành là mây cây mẫu đơn thì nói thành là tiếu cây mẫu đơn. Lưỡng chủng hoa lấy hoàn toàn ngược lại phương thức bán cho Long Lân. Long Lân Mỹ từ từ đem mây cây mẫu đơn trở thành tiếu cây mẫu đơn cho chữa đi, sau đó để lại chân chính tiếu cây mẫu đơn, còn trịnh trọng chuyện lạ nói cho Dương Dân Trì, nếu như Giang Sách phái người tới mua đồ ăn, liền đem cái này còn dư lại mây cây mẫu đơn bán cho Giang Sách. Nàng muốn hãm hại Giang Sách. Thật tình không biết, chính cô ta đã tại trong hố. Thời gian một cái nháy mắt, hai ngày thời gian liền đi qua, ngày quốc tế thiếu nhi đến đúng giờ tới. Thực tiệm thuốc cũng sớm đã đem quảng cáo đánh ra ngoài, phàm là mang hài tử tới ăn cơm, hài tử miễn phí, gia trưởng nửa giá. Lúc đầu thực tiệm thuốc sinh ý là tốt rồi nguy, cộng thêm lực lớn như vậy độ ưu đãi, càng là hấp dẫn đại lượng khách hàng đến đây ăn. Ở chỗ này trên căn bản, thực tiệm thuốc càng là sáng tạo ra mới tinh tự điển món ăn cây mẫu đơn series. Đại chủ cầm microphone hướng về phía hết thảy đến đây ăn cơm khách hàng nói rằng, ngày hôm nay chúng ta thực tiệm thuốc đẩy ra cây mẫu đơn series thức ăn, là đem thiếu cây mẫu đơn làm nguyên liệu nấu ăn chế tạo ra hoàn toàn mới thức ăn, sắc hương vị câu toàn, cam đoan sẽ làm mỗi một vị khách hàng đều lưu luyến quên về. Mọi người nhao nhao vỗ tay, đều là thực tiệm thuốc món ăn mới hệ vỗ tay tán thưởng. Đương nhiên, có người vỗ tay tán thưởng đã có người mấy chuyện xấu. Ở thực tiệm thuốc đối diện một nhà tiệm mới vừa mới thành lập, đồng thời cũng đẩy ra một ngành hàng thức ăn mới. Trùng hợp là, nhà bọn họ đồ ăn, cư nhiên cũng là cây mẫu đơn series. Càng trùng hợp chính là, cửa đối diện nam một nhà cây mẫu đơn cũng là tiếu cây mẫu đơn. Không biết, còn tưởng rằng cửa đối diện nam một nhà là thực tiệm thuốc mở một nhà chi nhánh rồi, trên thực tế, đó là Long Lân vì đối phó thực tiệm thuốc mà đặc biệt mua lại võ đài. Ngày hôm nay, chính là muốn phân cao thấp. Bất quá tương đối với mặt chính là, thực tiệm thuốc bên này người ta tấp nập, cửa đối diện lại có vẻ có chút lạnh tanh, chỉ có này ở thực tiệm thuốc không giành được vị trí, các loại không nhịn được, mới có thể lùi lại mà cầu việc khác đi cửa đối diện ăn. Hai bên tình trạng hoàn toàn bất đồng. Đây là đương nhiên. Thực tiệm thuốc ở Yến Thành cũng như vậy thời gian dài, cũng sớm đã đánh hạ cơ sở vững chắc, hoàn toàn không phải người bình thường có thể gánh nổi. Mới mở một nhà phản điếm định đem thực tiệm thuốc bắt lại, đó là có điểm người si nói mộng. Cửa đối diện, lầu 2. Long Lân ngồi ở bên cửa sổ, nhìn nhà mình tiệm cơm quạnh quẽ, nhìn lại cửa đối diện náo nhiệt, trên mặt không có chút nào sốt ruột. Vậy lão bản gặp phải chuyện như vậy vậy khẳng định là sẽ lo lắng, nhưng Long Lân lại có vẻ tương đương lãnh tĩnh. Thậm chí, nàng vẫn còn ở cười trộm. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, thực tiệm thuốc người ăn cơm càng nhiều, như thế này muốn gặp chắc trở lại càng lớn. Long Lân nhưng là âm thầm len lén động tay động chân, đem cửa đối diện thiếu cây mẫu đơn cho thay đổi thành có độc mây cây mẫu đơn. Dưới tình huống như vậy, người ăn cơm càng nhiều, như thế này người trúng độc cũng càng nhiều. Đến lúc đó chỉ cần hơi chút nhúc nhích mồm mép, còn sợ Giang Sách không phải chơi xong. Suy nghĩ một chút, nàng cười ra tiếng. Nhìn thời gian một chút cũng không xê xích gì nhiều, Long Lân đứng dậy đi xuống lầu, cầm một cái kèn đồng đi tới cửa,
hướng về phía thực tiệm thuốc phương hướng hô to một tiếng, các vị, xin nghe ta nói. Cái này một giọng quả thực lớn, tất cả mọi người xoay người hướng phía Long Lân nhìn sang. Chỉ thấy nàng nhảy lên một cái bàn, cười ha hả nói, các vị, mời các ngươi không muốn ăn nữa thực tiệm thuốc thức ăn, có tin tức sưng, nhà bọn họ thức ăn không sạch sẽ, ăn thậm chí có khả năng trúng độc. Lời như vậy cũng không phải là có thể tùy tiện nói lung tung. Dưới tình huống bình thường, khách hàng sợ nhất chính là ăn ngộ độc thức ăn, tiệm cơm sợ hơn. Có một trúng độc, vậy sẽ có một đám trúng độc. Đại gia liền cũng không tới ăn cơm. Long Lân cái này một tiếng nói, coi như là cho đến đây ăn cơm khách hàng ngã một chậu nước lạnh, để cho bọn họ toàn bộ đều sợ hãi. Vừa lúc đó, Giang Sách đứng dậy, cũng cầm lấy một cái microphone, đối với mọi người nói rằng, các vị mời yên tâm, chúng ta thực tiệm thuốc cơm nước tuyệt đối kiện khang, ăn sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Xin mọi người không muốn chịu đến tiểu nhân gây xích mích. Tiểu nhân, gây xích mích. Long Lân cười lạnh một tiếng, nói rằng, Giang Sách, ngươi thật đúng là biết tự rát vàng lên mặt mình. Làm sao, trên cái thế giới này trừ ngươi ra, người khác toàn bộ đều là phần tử xấu sao. Chính ngươi cơm nước không sạch sẽ, còn không cho người ta nói rồi. Giang Sách nở nụ cười, phi thường kiên cường hồi đáp, nếu nói đến ai khác không sạch sẽ trước, xin lấy ra chứng cứ tới, ngươi cho rằng chỉ dựa vào há miệng là có thể tùy tiện bịa đặt. Long Lân lập tức nói rằng, chứng cứ, ha ha, người ham muốn tiện nghi, đem có độc mây cây mẫu đơn trở thành là tiếu cây mẫu đơn mua về, chế tác thành thức ăn chia sẻ cho khách hàng, không chút nào đem khách hàng sinh mệnh coi ra gì, người như ngươi, còn có thể xem như là người sao. Mây cây mẫu đơn, thực tiệm thuốc người đều bối rối. Bọn họ nhưng là biết đến, mây mẫu đơn ngoại hình cùng tiếu cây mẫu đơn cực kỳ tương tự, thế nhưng mây cây mẫu đơn là có độc. Ăn vào trong bụng, nhẹ thì thượng thổ hạ tả, nặng thì trực tiếp tử vong. Cho nên đang nghe Long Lân lời nói sau đó, tất cả mọi người buông đũa xuống, đem trong miệng cơm nước đều phun ra, không dám ăn nữa. Bất kể là thực sự hay là giả, vẫn cẩn thận tốt nhất. Chỉ sợ bọn họ lại tin tưởng Giang Sách, cũng không dám lấy chính mình tính mệnh mở ra vui đùa. Đối mặt cục diện như vậy, Giang Sách có vẻ vô cùng bình tĩnh thong dong. Hắn ngẩng đầu lên nói rằng, Long Lân, người đây là ý định muốn ra hại chúng ta thực tiệm thuốc A. Không quan hệ, người không phải nói tiệm của ta cửa hàng không sạch sẽ, thức ăn có độc sao? Ok, vậy thì tìm người của cục vệ sinh tới kiểm tra, nhìn chúng ta một chút thức ăn đến cùng có sạch sẽ hay không? Long Lân lại lạnh rên một tiếng, khoát tay áo, nói rằng, không cần chờ người của cục vệ sinh tới, đã vừa mới có rất nhiều người ăn ngươi nhóm nhà cơm nước. Trải qua thời gian dài như vậy hấp thu, ta tin tưởng, không ra 10 giây bọn họ sẽ trúng độc. Hiện tại, để ta tới đếm ngược 10 cái cân nhắc. 10, 9, 8, 7, 2, 1, đã đến giờ. Long Lân đếm ngược xong 10 cái cân nhắc, tương đương tự tin nhìn thực tiệm thuốc trong những người đó, nàng xác định, những người kia nhất định sẽ trúng độc bỏ mình. Thế nhưng phi thường lúng túng một màn xảy ra. Thực tiệm thuốc trong người toàn bộ đều phi thường kiện khang, ngoại trừ bởi vì sợ mà có một chút hoang mang thất sắc ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì chỗ không đúng. Cái này kỳ quái. Long Lân cau mày, phi thường không hiểu. Dựa theo đạo lý mà nói, ăn mây cây mẫu đơn sau đó, tại như vậy thời gian dài sau đó chắc là có phản ứng, cho dù là ăn số lượng ít hơn nữa, cũng không khả năng một chút sự tình cũng không có a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không đợi Long Lân phản ứng kịp, càng thêm xấu hổ lại một màn quỷ dị xảy ra. Liền nghe được a, a, a thanh âm không ngừng vang lên, đại gia nhao nhao hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, mới phát hiện, nguyên lai là đối diện phản điếm có rất nhiều người ôm bụng ngã trên mặt đất. Nhẹ một tí, lăn lộn đầy đất trọng một chút, miệng sùi bọt mép, nghiêm trọng nhất, trực tiếp nhắm hai mắt lại, sống chết không rõ. Long Lân luôn miệng nói Giang Sách nhà hắn cơm nước không sạch sẽ, kết quả là nhà mình cửa hàng xảy ra vấn đề. Nhà nàng cơm nước, không sạch sẽ. Lập tức, tất cả mọi người xông tới, cùng Long Lân thỉnh cầu thuyết pháp. Long Lân triệt để luống cuống, nàng vốn là muốn đối phó Giang Sách, ai có thể nghĩ đến nếu không có thể bắt Giang Sách, ngược lại bị Giang Sách cho chiếu ngược một quân. Cái này mặt mò đặt ở nơi nào? Giang Sách còn nhân cơ hội nói móc nói,
sự thực thắng hùng biện, Long Lân, mặc cho ngươi miệng lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp cải biến trước mắt như sắt thép chuyện thật. Đúng là như sắt thép chuyện thật, Long Lân luôn miệng nói thực tiệm thuốc thức ăn là có vấn đề, kết quả đâu? Nhân ra thực tiệm thuốc bên kia một chút xíu vấn đề không có, ngược lại là chính nàng cơm nước xảy ra vấn đề. Vậy làm sao giải thích? Đây không phải là tặc kêu bắt trộm sao? Có người nóng nảy, đi lên liền tóm lấy rồi Long Lân cổ tay, mắng to, gian thương, ta muốn đem ngươi đưa vào đồn công an. Long Lân là ai? Sẽ làm ngươi tùy tiện đưa vào đồn công an. Nàng lúc đầu tâm tình cũng rất không tốt, lại phi thường chán ghét nam nhân, lúc này bị một người nam nhân bắt cổ tay lại, nhất thời trong cơn giận dữ. Buông tay! Đàn ông kia lạnh lùng nói rằng, buông tay! Ngươi còn muốn chạy sao? Nói cho ngươi biết, không chạy thoát được đâu. Đi theo ta đi. Hắn vừa nói một bên lôi kéo Long Lân cánh tay, chuẩn bị đem Long Lân lôi đi. Dựa theo người kia ý tưởng, Long Lân nhất giới nữ lưu, hẳn không có khí lực gì, là tùy tiện có thể mang đi. Thế nhưng hắn nghĩ lầm rồi. Long Lân có thể được Long Mạch chọn chúng, vẫn có thực lực cường đại. Nam nhân kia kéo một cái cư nhiên không có duệ di chuyển. Càng khoa trương hơn là, Long Lân trở tay lôi kéo, ngược lại đem nam nhân kia cho kéo lại. Sau đó, tại chỗ có người dưới mí mắt, Long Lân giơ tay lên rạch một cái, tiểu đao trong tay mảnh nhỏ liền đem nam tử kia lỗ tai cho cắt bỏ rồi. Tốc độ cực nhanh, thủ pháp chi tinh chuẩn, vậy cũng là hiếm thấy trên đời. A, nam nhân bịt lấy lỗ tai bị cắt mất địa phương, nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại, thống khổ không ngớt. Những người khác thấy như vậy một màn, đều hách liễu nhất đại khiêu. Bá đạo như vậy sao? Cơm của mình đồ ăn xảy ra vấn đề, chẳng những không lỗ lễ xin lỗi, còn để người ta lỗ tai cho cắt mất, trên thế giới cậy mạnh như vậy đã không nhiều lắm. Người này, rất phân rõ phải trái. Một gã bác gái hùng hùng hổ hổ đã đi tới, kết quả Long Lân vẫn là không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ, vung tay lên, đao kia mảnh nhỏ liền bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền ngăn trở bà bác đầu lưỡi. Cái này toàn trường người luống cuống, từng cái lui về phía sau, cùng Long Lân bảo trì khoảng cách nhất định, đồng thời lấy điện thoại cầm tay ra báo lại cảnh. Nữ nhân trước mắt này thật là đáng sợ, liền cùng ma quỷ giống nhau, người bình thường thật đúng là không thể tùy tiện tới gần nàng. Chỉ có Giang Sách vẫn không có chút nào sợ hãi đứng ở đối diện với nàng. Long Lân cũng không sợ người khác báo nguy. Đối với mình làm sự tình cũng không có chút nào hổ thẹn. Nàng chỉ là nghi hoặc, tại sao phải rơi bây giờ kết cục này? Long Lân nhíu hỏi, rõ ràng ta đã sắp xếp xong xuôi, đem ngươi thiếu cây mẫu đơn toàn bộ đều cho đánh cháo rồi, vì sao cuối cùng nguyên liệu nấu ăn của ngươi không có vấn đề, ngược lại ta xảy ra vấn đề? Nàng rất khó hiểu vấn đề này. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì có thể giấu giếm, Giang Sách nói thẳng ra tình hình thực tế. Bởi vì ngươi từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi a. Ngươi cho là mây cây mẫu đơn cùng tiếu cây mẫu đơn, căn bản là ta hoàn toàn ngược lại, là ta ngay từ đầu liền sắp xếp xong xuôi cho ngươi điều bao. Nghe xong Giang Sách lời nói, Long Lân đã không biết nên nói gì cho phải. Nguyên lai mình ngay từ đầu đã sai lầm rồi. Còn nghĩ cho Giang Sách đào hầm, không nghĩ tới ngược lại bị Giang Sách cho trước giờ đào hố sâu chôn, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy rất tức giận. Chính mình giống như một tên hề giống nhau bị người chế giễu. Chỉ là nàng không rõ, Giang Sách là thế nào cho nàng đàm hố. Rõ ràng Dương Dân Chỉ đã bị Long Lân thu mua a. Người có phải hay không đang suy nghĩ, người đã cho Bách Hoa Hủy lão bản Dương Dân Chỉ nhiều tiền như vậy, vì sao hắn lại giúp ta mà không có giúp người a? Giang Sách cười đễu hỏi. Long Lân gật đầu, nói rằng, quả thực, ta không rõ tại sao phải có chuyện như vậy phát sinh. Lúc này, chỉ thấy Giang Sách dùng sức vỗ tay một cái, liền thấy một người nam nhân từ trong đám người đi ra, không là người khác, chính là Dương Dân Chỉ. Long Lân liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Là ngươi? Ngươi còn dám đứng trước mặt ta? Vừa nhìn thấy cái này bán đứng mình đồ hỗn hào, Long Lân liền giận không chỗ phát tiết, một tay vung ra, lập tức liền có một cây đao mảnh nhỏ hướng phía Dương Dân Chỉ cổ bay đi. Xem cái này tư thế. Đó là phải đương trường giết chết Dương Dân Chỉ bộ dạng. Đáng tiếc, Giang Sách không có cho nàng cơ hội này. Ở lưỡi dao bay đến một nửa thời điểm, Giang Sách thuận tay ném một cái,
một viên hòn đá nhỏ bay ra ngoài, công bằng, trực tiếp liền đem lưỡi dao cho đánh rớt trên mặt đất. Nếu muốn giết Dương Dân Trì, không có khả năng. Dương Dân Trì nhanh lên núp ở Giang Sách phía sau, vẻ mặt treo nụ cười, tiện tiện đối với Long Lân nói rằng, tính tình của ngươi làm sao hư hỏng như vậy a? Một lời không hợp liền nhưng lưỡi dao, muốn mạng của ta. Long Lân không vui nói, ngươi thu tiền của ta còn ra bán ta, ngươi không đáng chết sao? Dương Dân Chỉ phi thường vô tội nói rằng, chuyện này kỳ thực không trách ta, là ngươi chính mình không có làm rõ ràng tình trạng. Có ý tứ. Kỳ thực a, ta căn bản cũng không phải là Bách Hoa Hủy lão bản a. Cái gì? Long Lân đều phải ói ra, này cũng chỗ cùng chỗ. Nàng trước khi đến Bách Hoa Hủy trước là điều tra qua, Dương Dân Chỉ chính là lão bản, đến sau đó cũng phát hiện đúng là Dương Dân Chỉ ở điều hành tất cả. Vì sao Dương Dân Chỉ lại sẽ nói mình không phải lão bản? Hôn mê, hôn mê. Dương Dân Chỉ tằng hắng một cái, dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉ Giang Sách, nói rằng, kỳ thực a, ở ngươi tới trước ta cũng đã đem Bách Hoa Hủy bán cho Giang lão bản rồi. Ngươi a, muốn Giang lão bản chính mình hại chính mình, đó không phải là người si nói mộng sao? Vừa nói như vậy, Long Lân rốt cuộc biết chính mình sai lầm ở nơi nào. Cảm tình Giang Sách đã sớm đoạt ở phía trước chính mình đem Bách Hoa Hủy cho mua đi, sau đó còn tiếp tục làm cho Dương Dân Chỉ xử lý, do đó mê hoặc Long Lân, làm cho Long Lân không biết chân tướng là cái gì. Buồn cười là, Long Lân còn muốn cho Giang Sách đánh cháo, na Bách Hoa Hủy đều là Giang Sách, nhân gia sẽ tự mình cho mình đánh cháo sao? Vì vậy các loại, cuối cùng mới có cục diện bây giờ. Cho nên nói, Long Lân thất bại, đó là tuyệt không oan uổng. Nàng cắn răng nói rằng, Giang Sách, ngươi thật đúng là có đủ âm trầm độc. Giang Sách nở nụ cười, thâm độc, so với ngươi sử dụng thủ đoạn, ta đã phi thường quang minh chính đại. Long Lân, hiện tại ngươi chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, thúc thủ chịu trói đi. Thúc thủ chịu trói. Ha ha, Long Lân đời này cũng không có ý nghĩ như vậy. Nàng quả thực đánh không thắng Giang Sách, thế nhưng, muốn từ nơi này thoát thân vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy Long Lân cởi ra y phục, đem áo khoác trên không ném đi, sau đó thì có một mảng lớn màu trắng yên vụ tràn ngập ra, mọi người nhanh lên lấy tay bưng bít miệng mũi, rất sợ chúng độc. Hiện trường nhiều người như vậy, hỗn loạn bất kham, thừa dịp này, Long Lân đã sớm trốn vô ảnh vô tung. Kỳ quái là, Giang Sách cũng không có đuổi kịp. Hắn chỉ là lắc lắc tay. Đến khi yên vụ tản ra sau đó, Giang Sách nói với mọi người. Khói mù này chỉ là thủ thuật che mắt, cũng không có độc, đại gia xin yên tâm a. Mặt khác, ta đã chuẩn bị xong mây mẫu đơn giải dược, hết thảy người chúng độc tại chỗ không nên cử động, ta sẽ sắp xếp người tới cho các ngươi giải độc. Ở kế hoạch chấp hành trước, Giang Sách liền nghĩ đến bước này, cho nên giải dược cũng là sớm chuẩn bị tốt. Bởi vì ngay từ đầu cũng biết sẽ có người bởi vì ăn lầm mây cây mẫu đơn mà chúng độc, cho nên Giang Sách trước giờ chuẩn bị xong giải dược. Đã có thể trấn an lòng người, có thể đem Long Lân thu thập. Lúc này đây Long Lân xem như là triệt để tài liệu, thanh danh của nàng ở Yến Thành vậy khẳng định là thúi. Nhưng mà như vậy thì có thể sao? Dĩ nhiên không phải. Đối với Long Lân, Giang Sách có an bài khác, một cái số mệnh an bài. Thông suốt, thuốc đều phân phát xuống rồi. Đôi Ngư đi tới nói rằng. Ân, Giang Sách gật đầu. Đôi Ngư có chút bận tâm hỏi, thống suất, an bài của ngươi xác định thích hợp sao? Vừa mới Long Lân trên người chúng ta cũng nhìn thấy, không phải dễ dàng đối phó như thế, ta lo lắng biết. Xảy ra bất chắc, nếu như là Giang Sách chính mình đi đối phó Long Lân, vậy khẳng định là không có cái gì hết ý. Vấn đề chính là ở chỗ, lúc này đây phải đối phó Long Lân cũng không phải là Giang Sách, mà là một cái đã người bị thương. Long Chảo. Vết chân thưa thớt trên phố cổ, lĩnh bên cây ngô đồng đem phố đều chiếm lấy rồi, lá rụng vung khắp đầy đất. Long Lân thở hổn hển ở đường ở giữa đi tới. Chết tiệt Giang Sách, lại dám tính toán ta. Ngươi chờ, chuyện này không để yên, chờ ta sau khi trở về, với ngươi hảo hảo coi là sổ cái. Còn không chờ nàng đi ra bao xa, liền thấy cuối ngã tư đường đứng một người, một cái hết sức quen thuộc thêm căm hận nhân. Long Chảo. Long Lân khi nhìn đến đối phương trước tiên liền ý thức được chính mình trúng kế, nhanh lên nhìn về phía hai bên,
có hay không truy binh ngăn chặn gì gì đó, muốn tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà Long Trảo lại đạm nhiên nói rằng, không cần nhìn, không có truy binh. Không riêng không có truy binh, con đường này người lân cận cũng đều bị sơ tán rồi, nơi đây chỉ còn lại có ta với ngươi hai người. Đây chính là Giang Sách đứt đoạn tiếp theo đuổi nguyên nhân. Long Lân cùng Long Trảo, bọn họ số mệnh như vậy, phải từ bọn họ tự tay để giải quyết cái này mâu thuẫn. Long Lân là một người thông minh. Đang nghe Long Trảo lời nói này sau đó, nàng cũng đã ý thức được là thế nào chuyện gì xảy ra rồi. Nguyên bản Giang Sách là có thể tiếp tục đuổi giết. Thế nhưng vì có thể làm cho Long Trảo tự tay chấm dứt trận này số mệnh quyết đấu, Giang Sách bỏ qua truy sát, mà là làm cho Long Trảo đi đối phó Long Lân. Ai sống ai chết, bằng bản lãnh của mình. Cho nên, đây cũng là vì sao đôi ngư sẽ có lo lắng. Nếu như là kiện khang Long Trảo, có thể còn có cùng Long Lân chiến đấu bản lĩnh, nhưng là bây giờ Long Trảo, hắn đã bị Giang Sách phế bỏ rồi hai tay, nơi nào còn có tiếp tục chiến đấu năng lực. Lúc này qua đây, đó không phải là bằng chịu chết sao? Long Lân cũng nghĩ như vậy. Nàng đánh xuống tóc, cười đến phóng đãng rồi, nói rằng, đừng nói ngươi hai tay bị phế, coi như là trạng thái tốt nhất xuống ngươi, cũng căn bản không phải ta đối thủ. Long Trảo, ta là thật không có nghĩ đến, ngươi sẽ chủ động đưa tới cửa muốn chết. Chịu chết sao? Không cần thiết. Long Trảo hít thở sâu một hơi, chậm rãi giơ lên bị băng vải cho trói buộc chặt hai tay của, sau đó ngay trước Long Lân bắt đầu tháo dỡ phong ấn. Một bên tháo dỡ phong ấn, hắn vừa nói, đôi tay này quả thật bị phế đi, đó cũng là ta trừng phạt đúng tội, ta không trách Giang Sách. Ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, bị Long Mạch giáng cấp, cũng là năng lực ta không được, ta nhận thức. Thế nhưng ta không đồng ý là, ngươi lại vì bản thân tư dục hại chết Tiểu Đào. Hại chết so với ta sinh mệnh còn trọng yếu hơn nhân. Long Lân, ta với người thù, không để yên. Hai chúng ta, bất cộng đái thiên. Ngày hôm nay, chỉ có một người có thể từ nơi này con đường đi ra ngoài, hơn nữa cái này nhân loại nhất định sẽ là ta. Long Trảo lúc nói lời này tương đương tự tin. Hắn không phải đối với tự thân thực lực cảm thấy tự tin, mà là có không thể thua cường đại tín niệm, ngày hôm nay nhất định phải cho Tiểu Đào báo thù. Hắn một chút xíu đem băng vải giải khai. Lộ ra ngoài, là hai nhìn qua không có đã bị thương tay. Long Lân ngây ngẩn cả người, tay ngươi. Khôi phục. Long Trảo không chút nào giấu giếm nói rằng, Giang Sách đối với ta hai tay của tiến hành rồi trị liệu, ăn đặc hiệu thuốc sau đó, ta có 5 phút đồng hồ thời gian có thể tự do hoạt động, vượt lên trước 5 phút đồng hồ sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên, ta phải ở trong vòng 5 phút giải quyết ngươi. Long Trảo vừa mới ăn đặc hiệu thuốc, đã qua phân biệt không nhiều lắm 1 phút đồng hồ rồi. Cho nên, trên thực tế hắn cũng chỉ có 4 phút thời gian để chiến đấu. 4 phút. Trong thời gian ngắn như vậy liền muốn đem Long Lân cho đánh bại, cái này độ khó thực sự quá. Long Lân nở nụ cười. Nàng nâng hai tay lên, hai tay trong đều là lưỡi dao, người đối với mình thân thủ có phải hay không quá tự tin. 5 phút đồng hồ liền muốn giết chết ta. Ngươi, làm không được. Long Trảo chậm rãi giơ tay lên, trong tay nắm phi tiêu, cố định nói, ta nhất định có thể. Vừa dứt lời, phi tiêu liền hướng phía Long Lân bay đi. Long Lân giơ tay lên liền đem lưỡi dao bị quăng ra ngoài, giữa không trung, lưỡi dao cùng phi tiêu đụng vào nhau, đáng sợ là, phi tiêu lực đạo quá mạnh mẽ, trực tiếp đem lưỡi dao cho văng ra, tiếp tục bay về phía Long Lân. Ân. Long Lân hách liễu nhất đại khiêu. Nhanh lên lắc mình tránh né. Bởi vì không nghĩ tới lưỡi dao của chính mình sẽ bị văng ra, cho nên tốc độ né tránh hơi chút chậm một chút, nạp phi tiêu xoa mặt của nàng bay qua, soạt một tiếng, đem ra mặt bị rạch rách, chảy xuống huyết tới. Hủy khuôn mặt. Một nữ nhân, nhất chán ghét chính là người khác ở trên mặt của nàng lưu lại vết thương. Long Lân cắn răng, nghiêm khắc nói rằng, Long Trảo, người đây là muốn chết. Long Trảo cười lạnh nói, muốn chết, a hát, ngày hôm nay ngươi theo ta chỉ có một người có thể sống được. Nếu như giết không chết ngươi, ta đương nhiên sẽ chết. Trong giọng nói, hắn lại ném ra một cây phi tiêu. Lúc này đây Long Lân có giáo huấn, liên tiếp ném ra 5 cây lưỡi dao, muốn dựa vào số lượng thủ thắng. Kết quả lúng túng một màn xảy ra, liên tục 5 cây lưỡi dao đều không đỡ được phi tiêu kia lực đạo,
toàn bộ đều bị bắn ra rồi. Sao lại thế? Long Lân lại một lần nữa lắc mình tránh né, thiếu chút nữa đã bị phi tiêu cho đâm trúng. Nàng phi thường kinh ngạc. Phải biết rằng, nàng cùng Long Trảo nhưng là có nhiều năm quan hệ đồng nghiệp, đối với Long Trảo vẫn là tương đối hiểu rõ, bình thường chỉ cần hai cái lưỡi dao là có thể ngăn cản Long Trảo phi tiêu, ba cái lưỡi dao là có thể thắng. Thế nhưng ngày hôm nay, liên tiếp ném ra năm lưỡi dao đều không đỡ được phi tiêu lực đạo, cái này quá quỷ dị. Là Long Trảo trước đây giấu giếm thực lực, vẫn là ngày hôm nay vượt xa người thường phát huy. Long Lân khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đã đâm vào cây ngô đồng làm hơn, chỉ còn lại có một đoạn nhỏ vĩ còn lộ ở bên ngoài phi tiêu, sinh ra nghi hoặc. Không đúng, cái này phi tiêu tuy là cùng bình thường Long Trảo sử dụng phi tiêu dáng dấp không sai biệt lắm, nhưng luôn cảm giác có một chút bất đồng. Là nơi nào bất đồng? Long Lân đi tới cầm phi tiêu vĩ, lập tức liền rút ra, khá lắm, suýt chút nữa không có đứng vững trực tiếp té ngã. Nàng ổn ổn thân thể, điềm lượng một cái trong tay phi tiêu, kinh ngạc phát hiện cái này cây phi tiêu trọng lượng thật sự là quá, quả thực đạt tới phổ thông phi tiêu gấp 20. Trong nơi này vẫn là phi tiêu, rõ ràng chính là một bả phi thái đao a. Thảo nào năm lưỡi dao đều không đỡ được. Liền cái này trọng lượng, 100 lưỡi dao cũng là bạch hạt. Long Trảo đây là muốn làm cái gì? Nặng như vậy nhất căn phi tiêu, coi như là hai tay có thể sử dụng rồi, cũng không thể hành hạ như thế a. Như vậy tiếp tục sử dụng xuống phía dưới, chỉ sợ dược hiệu qua đi, hai tay không chỉ là không còn cách nào sử dụng phi tiêu sự tình rồi, rất có thể sẽ trực tiếp phế bỏ hai tay, ngay cả ăn, mặc quần áo đều làm không được. Vì báo thù, tình nguyện tàn phế. Máu này bản xuống có điểm ngoan a. Long Lân lau trên mặt tiên huyết, lạnh lùng nói rằng, Long Trảo, đừng tưởng rằng ngươi đem phi tiêu trọng lượng cho tăng thêm, ta sẽ đối với ngươi vô kế khả thi, cho đến bây giờ, ta nhưng là ngay cả 5 phần 10 thực lực còn không có. Nàng nói cũng không có tới kịp nói xong, liền thấy nhất căn phi tiêu hướng phía ngực của nàng bắn tới, tốc độ nhanh vô cùng. Lớn như vậy trọng lượng, còn có thể có tốc độ nhanh như vậy, Long Trảo đây là đem tất cả khí lực đều sử ra. Không chút nào cho mình lưu đường lui. A hát! Long Lân một con diều xoay người, tránh thoát cái này nhất căn phi tiêu. Thế nhưng nàng chưa kịp đứng vững gót chân, lại nhất căn phi tiêu hướng phía nàng bay tới, Long Lân nhanh lên lần nữa né tránh, đáng sợ là, một lần này phi tiêu lại là âm dương tử mấu tiêu, tránh thoát một cây còn có một cây. Tiếp nhị liên tam công kích phía dưới, Long Lân là thật không chịu nổi, bắp đùi bị nhất căn phi tiêu hung hăng đâm đi vào. Đau nhè răng trợn mắt. May mắn là, Long Trảo trên tiêu mặt cũng không có uy độc. Nếu như là độc tiêu lời nói, như vậy một cái là có thể muốn Long Lân tính mệnh. Long Lân một bả đã đem trên đùi phi tiêu rút ra, ném xuống đất, cố nén đau đớn nói rằng, không nghĩ tới nỏ hết đà ngươi, vẫn còn có như thế thực lực. Đi, là ngươi buộc ta dùng tuyệt chiêu. Vừa dứt lời, liền thấy Long Lân xuất ra 7-8 cái quả bóng đồng ném về Long Trảo. Quả bóng đồng sau khi rơi xuống đất, từng cái đều phun trào ra đại lượng yên vụ. Ân, thế nào, muốn cố kỹ trọng thi, mượn yên vụ lần nữa chạy trốn sao? Long Trảo bảo trì chấn định, hắn biết Long Lân chắc chắn sẽ không lần nữa trốn chạy, bởi vì hắn rõ ràng một điểm, Long Lân cũng tương tự đối với mình hận thấu xương. Tốt như vậy diệt trừ đối thủ cơ hội, Long Lân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Long Trảo hết sức chăm chú. Tuy là cùng Long Lân nhiều năm như vậy đồng sự, thế nhưng hắn hoàn toàn không biết Long Lân cái này ẩn giấu chiêu thức là cái gì, bởi vì phàm là xem qua một chiêu này toàn bộ đều đã chết. Còn đang nghi hoặc, liền thấy trong sương khói xuất hiện một nữ nhân. Không phải Long Lân, mà là một cái phi thường xinh đẹp khêu gợi nữ nhân, mặc cũng ít hơn, đi lên liền đối với Long Trảo tao thủ lộng tư. Cái này, Long Trảo sửng sốt một chút, cái nàng là ý gì? Còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh trong sương khói lại đi tới một cái cô gái tuổi thanh xuân, dáng dấp phi thường đẹp đẽ khả ái, cũng đồng dạng đối với Long Trảo hàm tình mạch mạch. Chỉ trong chốc lát, từ trong sương khói đi ra hơn 10 nữ tử. Hình thái khác nhau. Có loli, có ngự tỷ, có nữ thần, có nữ vương, từng cái đều là xinh đẹp như vậy. Có thể nói, phương diện này tùy tiện kéo một cái về nhà làm vợ, đều sẽ khiến người ta hâm mộ muốn chết. Đại chiến trước mắt,
Long Trảo không có hiểu rõ Long Lân đây là muốn náo loại nào. Càng quỷ dị hơn chính là, Long Trảo phát hiện mình thì đã không có cách nào tập trung tinh lực, thần thức của hắn có chút tán loạn, cộng thêm những cô gái kia mê hoặc, từ từ, trong tay hắn phi tiêu rơi vào trên mặt đất, cả người mất đi năng lực chiến đấu, rơi vào ôn nhu hương không thể tự thoát ra được. Tại nơi yên vụ bên ngoài, Long Lân khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh thường. Kỳ thực hiện trường cũng không có nhiều như vậy nữ nhân. Ngoại trừ Long Lân cùng Long Trảo ở ngoài, không còn có người thứ ba, càng chưa nói nhiều như vậy con gái xinh đẹp rồi. Loại này yên vụ là một loại phi thường thần kỳ yên vụ, là Long Lân ẩn giấu vũ khí. Nó có thể làm cho hút vào người sản sinh tinh thần huyễn tưởng, lâm vào nữ nhân trong ổ mặt không thể tự thoát ra được. Nhiều như vậy nữ nhân, nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, có mấy người nam nhân có thể ngăn cản được mê hoặc. Đáng sợ nhất là, loại này yên vụ còn có thể làm cho hút vào tâm thần người nhộn nhạo, mặc dù ngươi là vô cùng thánh khiết nhân, cũng có thể đem ngươi nội tâm bầu không khí không lành mạnh cho đào, để cho ngươi muốn ngừng mà không được. Long Lân đã từng dùng loại này yên vụ đối phó qua một vị đắc đạo cao tăng, một vị tu thân dưỡng tính, tiết tháo cao thượng đắc đạo cao tăng, kết quả là cả kia cao tăng cũng không thể ngăn cản yên vụ công kích, lún xuống ôn nhu hương không thể tự thoát ra được. Là nhân, thì có dục vọng. Khi người dục vọng bị yên vụ cho dụ dỗ sau khi đi ra, lại nhìn thấy nhiều như vậy mỹ nhân, còn có thể bả không ở. Long Lân chính là khi nhìn đến một cái lại một cái nam nhân bị khói mù này cho sau khi đánh bại, đối với nam nhân hết sức thất vọng, cho rằng trên đời này nam nhân không có một là sạch sẽ, không có một thứ tốt. Chỉ cần là nam nhân, thì nhất định là ác tha, đây chính là Long Lân đối với nam nhân quan điểm. Tuy là hẹp, nhưng nàng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cũng chính bởi vì có như vậy một phần tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, mới để cho nàng sáng tạo ra đáng sợ như vậy yên vụ, một loại đối với nam nhân lực sát thương cực kỳ cường hãn yên vụ. Long Trảo, quyết tâm của ngươi cũng bất quá như vậy nha. Nói cái gì huynh đệ tình thâm, nói cái gì báo thù rửa hận, kết quả là không phải là lún xuống ở ôn nhu hương trong. Cho nên nói, nam nhân đều là hạ tiện đồ đạc. Long Lân hướng về phía Long Trảo hứ một ngụm, yên lặng đem lưỡi dao lấy ra, khập khễnh đi tới Long Trảo trước mặt. Thời khắc này Long Trảo đã sớm không để ý đến chuyện bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không nghe gì được. Hắn, chỉ là lún xuống tại chính mình trong ảo tưởng. Trầm luân, khoái hoạt. Long Lân vươn tay, đem lưỡi dao để ở tại Long Trảo trên cổ, cười lạnh một tiếng, nói rằng, mạng của ngươi, ta nhận. Đang ở Long Lân lòng tin 10 phần chuẩn bị dùng lưỡi dao ngăn cách Long Trảo cổ thời điểm, làm nàng chuyện không nghĩ tới xảy ra, bỗng nhiên trong lúc đó, nàng cảm giác được trên bụng một hồi đau đớn kịch liệt, cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện trên bụng của mình cắm một bả phi tiêu. Không là người khác, chính là trước mắt cái này Trầm Luân ở ôn nhu hương trong Long Trảo đâm ra tới. Ngươi! Long Lân ngẩng đầu nhìn về phía Long Trảo, kinh ngạc phát hiện, Long Trảo cư nhiên đã ở nhìn nàng. Trong cặp mắt kia tràn đầy cừu hận lửa giận, không có chút nào dục vọng. Người đàn ông này, chiến thắng dục vọng của mình. Điều đó không có khả năng. Nam nhân đều là heo, nam nhân đều là heo. Không có khả năng có nam nhân có thể từ trong xương khói tỉnh táo lại. Long Lân kiên quyết không tin chuyện phát sinh trước mắt, ngay cả đắc đạo cao tăng đều có thể giải quyết hết dục vọng yên vụ, cư nhiên sẽ đối với Long Trảo không có đưa đến hiệu quả. Điều này sao có thể chứ? Long Lân là ghét nhất nam nhân, đặc biệt Long Trảo, như vậy một gia thân TV xú nam nhân, cư nhiên cùng với nàng bình khởi bình tọa, dựa vào cái gì? Có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái này bị nàng coi thường xú nam nhân, cuối cùng xông phá nam nhân đối với dục vọng khát cầu, khôi phục thanh tỉnh, nhất căn phi tiêu liền đem Long Lân giải quyết rớt. Long Lân ghét nhất nam nhân, hết lần này tới lần khác là không. Nhất chịu dục vọng khống chế nam nhân. Là vừa khớp, vẫn là thiên ý. Hay là một loại lớn lao châm chọc. Long Lân nhìn trên bụng na một cây phi tiêu, đau nói không ra lời, từ lúc sinh ra tới nay, nàng liền từ tới không có bị qua nghiêm trọng như vậy tổn thương. Đau, thực sự rất đau. Tử vong gần trong gang tấc, nàng biết không còn cách nào chạy ra. Bất quá, ở trước khi chết ít nhất phải kéo một cái chịu tội thay. Long Lân đánh bạc khí lực toàn thân, muốn dùng lưỡi dao đem Long Trảo cái cổ cho cắt đứt,
nhưng Long Chảo căn bản không có cho nàng cơ hội này, trực tiếp khoát tay đem đệ nhị cây phi tiêu bắn ra ngoài. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách gần như vậy bắn ra phi tiêu, tốc độ kia, lực đạo, độ chuẩn xác có thể tưởng tượng được. Long Lân Ót trung tâm bị phi tiêu hung hăng ghim trúng, trong nháy mắt, người liền mất đi sinh cơ, phù phù một tiếng ngã nhào trên đất, hoàn toàn chết đi. Nàng đúng là vẫn còn bại bởi Long Chảo. Kỳ thực, nếu như là ngày thường chiến đấu, lấy Long Lân ẩn giấu bản lĩnh, đó là có thể vững vàng thắng nổi Long Chảo. Thế nhưng hôm nay Long Chảo không bình thường. Thời khắc này Long Chảo bị cừu hận chiếm cứ ý thức, hắn đã không phải là một người, mà là một đoàn ngọn lửa báo cừu, cho nên, người dùng dục vọng đi đối phó cái này đoàn hỏa diễm, không khác nào tự rước lấy nhục. Long Chảo, hắn đối với tiểu đào cảm tình là phi thường rõ ràng, không thể nghi ngờ. Kết thúc. Dược hiệu đã đến giờ, Long Chảo hai tay rũ xuống, triệt để phế đi. Coi như là Giang Sách cũng không khả năng chữa thật tốt rồi. Hắn lấy hai tay làm giá, tự mình thay tiểu đào báo thù, đem lửa giận trong lòng toàn bộ phát tiết đi ra, như vậy thì vậy là đủ rồi. Long Chảo ngẩng đầu lên, nửa khóc nửa cười. Không biết hắn là thương tâm, vẫn là hài lòng, hay hoặc là báo thù sau trống rỗng. Hắn mại bước chân nặng nề ly khai hiện trường. Từ nay về sau, thiên hạ không còn có Long Chảo một người như vậy, hắn cùng Giang Sách, Long Mạch đều không còn có bất kỳ quan hệ gì, ân báo, thù cũng báo, về sau hắn chỉ muốn làm một người bình thường. Chưa từng có cái nào một khắc giống như bây giờ, làm cho Long Chảo cảm thấy làm một người bình thường kỳ thực cũng là tốt vô cùng. Kết thúc đây hết thảy sau đó, Giang Sách cùng Đôi Ngư đi tới cổ đường phố. Nhìn nằm trên đất Long Lân thi thể, Đôi Ngư thở dài, nói rằng, không biết vì sao, chứng kiến địch nhân chết, ta cư nhiên sẽ có như vậy một tia bi thương. Giang Sách nói rằng, đây là bởi vì chúng ta đã trải qua quá nhiều giết chóc, gánh chịu quá nhiều khổ sở. Cuộc sống như thế, khiến người ta phiền chán, khiến người ta mệt mỏi dã rời. Giờ khắc này, Đôi Ngư cùng Giang Sách đều đối với hòa bình sinh ra to lớn khát vọng. Hai người bọn họ nhìn Long Chảo rời đi bóng lưng, dĩ nhiên không hẹn mà cùng sinh ra một loại ước ao tình. Long Chảo hắn tự do, hắn có thể trở thành một cái không bị ước thúc người thường, mà Giang Sách cùng Đôi Ngư vẫn còn muốn ở nơi này dạng chật vật trong cuộc sống tiếp tục chiến đấu. Bọn họ cũng muốn cuộc sống yên tĩnh. Đôi Ngư hỏi, thống suất, từ lúc nào chúng ta mới có thể giống như Long Chảo giống nhau, quy ẩn điền viên, không tranh quyền thế. Hắn là thực sự chịu đủ rồi cuộc sống giết chóc. Giang Sách trả lời là, nhanh, chỉ cần giải quyết hết Long Mạch cái này nghìn năm ma đầu, làm cho Yến Thành cùng với khác bị Long Mạch khống chế thành thị thu được tự do, chúng ta có thể xong việc thối lui rồi. Chỉ mong ngày này đừng tới quá muộn. Giang Sách chỉ vào Long Lân thi thể nói rằng, muốn diệt trừ Long Mạch, trước hết đem hắn bộ hạ cho diệt trừ. Hiện tại trên mặt đài còn có Long Thủ cùng Lão Thiên Tôn hai cái này đại phiền toái. Phải đem bọn họ đều giải quyết rớt, mới có thể tiến một bước đối với Long Mạch phát động công kích, mới có thể thấy được thắng lợi rực rỡ. Đôi Ngư gật đầu, hiểu, thông suốt, người nói bước tiếp theo nên làm như thế nào. Giang Sách nói rằng, trước tiên đem Long Lân thi thể đưa đi tuân thủ nghiêm ngặt nhà A, để cho bọn họ người một nhà an táng. Là, sau đó, Đôi Ngư dựa theo Giang Sách nói, sai người đem Long Lân thi thể mang đi. Đưa cho tuân thủ nghiêm ngặt nhà, đặt ở Long Thủ trước mặt. Tuân thủ nghiêm ngặt nhà. Long Thủ ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, vừa nhìn thi thể trên đất, vừa dùng dao nĩa ăn tươi non tảng thịt bò, không có một tia một hào ác tâm cùng khổ sở. Ngược lại thì Tương Huân có điểm chịu không nổi, khiến người ta đem thi thể cho mang xuống phía dưới, tìm một tốt một chút huyệt chôn chôn. Ngươi tuyệt không quan tâm sao? Tương Huân hỏi. Quan tâm. Tại sao muốn quan tâm? Long Thủ tiếp tục ăn lấy tảng thịt bò, vô cùng nhạt nhưng nói, nàng không phải là gia nhân của ta, cũng không phải thân nhân của ta, chẳng qua là quan hệ đồng nghiệp mà thôi. Ngươi sẽ vì một người đồng nghiệp chết mà thương tâm khổ sở, thống khổ sao? Chỉ là đồng sự sao? Tương Huân cười khổ một tiếng, hắn còn tưởng rằng hai người bọn họ quan hệ rất khá. Long Thủ tiếp tục nói, huống hồ nàng đây cũng là gieo gió gặt bão. Biết rõ Giang Sách không dễ dàng đối phó, còn hết lần này tới lần khác cắn sử dụng bực này thấp kém thủ đoạn, có thể không thất bại bị giết sao? Tương Huân hỏi ngược lại, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào?
núi Bổn Nhất Hùng thất bại, hiện tại lại mất đi Long Lân, muốn bắt Giang Sách hầu như đã là chuyện không thể nào, chẳng lẽ còn muốn Long Mạch tự thân xuất mã? Long Thủ nở nụ cười. Hắn ăn một hớp lớn tảng thịt bò, nhấp một hớp đồ uống, từ ngay từ đầu ta sẽ không có trông cậy vào Long Lân có thể giúp gấp cái gì. Nàng cùng Long Chảo giống nhau, đều là bất nhập lưu mặt hàng. Nếu ta nói, tài nghệ của nàng ngay cả ngươi cũng không sánh nổi a. Tương Huân nhíu nhíu mày, hắn có thể không phải cảm thấy đây là cái gì khích lệ nhân. Long Thủ ăn xong tảng thịt bò, ợ một cái, lau miệng, đứng dậy nói rằng, được rồi, ăn no có thể kiếm sống nhi rồi. Làm việc. Ân, ta đã đem Giang Sách sở không sai biệt lắm, kế tiếp, nên đến phiên ta theo Giang Sách chính diện giao phong rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 89.